chương một lão công ta sẽ không giấu tiền riêng lão công nhanh cùng ta phan chào hỏi tô vũ giao cười đùa đem trực tiếp thiết bị thay đổi đến đối diện lão công tần hạo trên thân ngạch mọi người tốt mọi người tốt tần hạo một phát miệng thuận miệng lên tiếng chào hỏi nhìn chung quanh một chút không ít người thực hiện đều nhìn lại nhà này nhà hàng quy mô không lớn không nhỏ ngẫu nhiên cũng có đại chủ bá tới làm dò xét cửa hàng ăn truyền bá nhưng tô vũ giao cùng những người khác không giống nhau hai người liền điểm bàn thịt kho tàu giấm đường cá một phần sợi khoai tây hai bát cơm đây có cái gì có thế truyền bá nhưng tô vũ giao thích thú nàng là nghiệp dư streamer ngẫu nhiên nghĩ tới mở ra phòng trực tiếp chia sẻ một cái sinh hoạt không vì kiếm tiền cho nên trực tiếp cũng chưa nói tới chất lượng cao mỹ trang nấu cơm giặt quần áo thậm chí ngẫu nhiên đều liều một phen hôm nay cũng là tâm huyết dân trào hai người đi vùng ngoại ô bò lên sơn trở về trên đường tìm nhà này tiệm cơm điểm rau tô vũ giao liền truyền bá lên ngược lại là ăn đến không sai biệt lắm. Liếc nhìn phòng trực tiếp, hơn 300 người, nguyện ý phát mưa đạn cũng cứ như vậy mười mấy cái, câu được câu không. Xinh đẹp như vậy trực tiếp, không đi giải trí hát nhảy phân loại, thật sự là có chút đáng tiếc. Hơn nữa còn có lão công, streamer, đây chính là tối kỵ A, ngươi đều có lão công, ai còn cho ngươi soát lễ vật. Đăng ký chỉ có hơn 2.000 người, người mới streamer. Lầu bên trên, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, nàng đã truyền bá nửa năm, ha ha. Lao nhau bên trong phục vụ viên đến tính tiền. Chào ngài, hai vị hôm nay hết thảy tiêu phí 175, xin hỏi là tiền mặt thanh toán vẫn là quét mã. Phục vụ viên là cái thanh niên, coi như lễ phép. Sau khi nói xong, cùng Tần Hạo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tần Hạo không biết nói gì, ta kết hôn 3 năm. À có đúng không? Vậy chúc mừng ngài a, à, xin hỏi là tiền mặt thanh toán vẫn là quét mã. Phục vụ viên hiển nhiên không có ghép đến Tần Hạo điểm. Ngạch. Tần Hạo không còn gì để nói, đúng vào lúc này một vị khắc phục vụ viên nhìn thấy màn này, đi nhanh lên tới, tiếp nhận giấy tờ, ngược lại nhìn về phía tô vũ giao, nói, chào ngài, đây là hai vị giấy tờ. Một màn này cũng bị phòng trực tiếp đám dân mạng thấy được. Ha ha ha. Chết cười ta, kết hôn nam nhân không có tiền. Đây cũng nhìn không ra, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. À? Ta không tin streamer lão công không có tiền, tiền riêng khẳng định là có. Đầu năm nay, nơi đó có nam nhân không giấu tiền riêng, không tồn tại. Tô vũ giao một bên tính tiền một bên nhìn mưa đạn. Bỗng nhiên thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hạo. Lão công, ngươi có giấu tiền riêng sao? Cái gì? Tiền riêng? Đó là đương nhiên không có. Tần Hạo lúc này lắc đầu, sắc mặt nghiêm chỉnh rối tinh rối mù. Tin rằng ngươi cũng không có. Tô Vũ Giao đắc ý nói lấy. Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là trêu ghẹo. Tần Hạo bản nhân đối với tiền không có gì khái niệm, cũng không cần cái gì trước hoa kêu trên, ngẫu nhiên câu câu cá cái gì. Rất cần tiền, chỉ cần mở miệng, Tô Vũ Giao cũng trực tiếp cho. Các ngươi nghe được đi, lão công ta là sẽ không giấu tiền riêng, bởi vì hắn rất cần tiền ta đều sẽ cho. Tô Vũ Giao nói. Vậy ta cũng không tin, cần dùng tiền có thể là muốn nói rõ công dụng. Nam nhân mà, tóm lại là có chút ít yêu thích, những này ham muốn nhỏ phải tốn tiền, là cần dùng mình tiền riêng lén lút tiến hành. Cũng tỉ như, ra ngoài câu lạc bộ ấn cái ma, tẩy cái chân cái gì. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Tô Vũ Giao cũng không phải hoài nghi tần hạo, chỉ là hiếu kỳ, tất cả nam nhân đều sẽ giấu tiền riêng, như vậy tuyệt đối sao? Bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ thôi, tâm lý đối với Tần Hạo vẫn là cực độ tin tưởng. Đừng nói tiền riêng, kết hôn 3 năm, Tô Vũ Giao tự tin đối với Tần Hạo hiểu rõ, tuyệt đối đủ sâu, Tần Hạo cũng không có cái gì giấu giếm hắn địa phương. Cơm nước xong xuôi, cầm tự chụp cột nhi, hai người một đường về nhà. Nơi này khoảng cách hai người ở lại tiểu khu cũng không xa, ngay tại tiểu khu bên ngoài, đi bộ liền trở về. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, Tần Hạo liền ra cửa. Thời gian này là Tần Hạo mua thức ăn thời gian. Nếu như không ra đi chơi, cơm trưa đại khái suất đều sẽ không ở bên ngoài ăn, thức ăn ngoài rất ít điểm, đều là Tô Vũ giao nấu cơm, nàng ưa thích nghiên cứu nấu cơm, cũng hưởng thụ làm ra đồ ăn sau Tần Hạo khích lệ, loại kia cảm giác thỏa mãn là ra ngoài ăn không so được. Cũng không phải ta khi dễ hắn a, à, là hai chúng ta phân công rõ ràng, hắn mua thức ăn, ta nấu cơm. Chờ Tần Hạo ra cửa, Tô Vũ giao mới giải thích nói ra. Nhà các ngươi là mời ngươi nấu cơm sao? Ta đi biết làm cơm nữ nhân không nhiều lắm nha. Đáng thương ta, mua thức ăn là ta, nấu cơm là ta, rửa chén cũng là ta, má ơi, không chịu nổi. Dạng này phân công rõ ràng cũng không tệ a, à, cũng phải thua thiệt streamer ngươi biết làm cơm. Cái này, kỳ thực còn tốt, ta đều là sau khi kết hôn tại trên Internet học. Tô Vũ Giao trầm ngâm nói. Lúc này, có trong màn đạn dân mạng bắt đầu làm chuyện xấu. Streamer, ngươi không phải nói lão công ngươi sẽ không giấu tiền riêng sao? Hiện tại hắn đi ra, ngàn năm một thuở cơ hội tốt a à. mau tìm tìm ta là không tin hắn không giấu tiền riêng có người hay không cùng ta đánh cược đầu này mưa đạn bị người bỏ ra tiền phiêu hồng đưa đỉnh vốn là không có bao nhiêu người phát mưa đạn phòng trực tiếp càng thêm bắt mắt đây không tốt lắm đâu lão công ta chắc chắn sẽ không giấu tô vũ giao nói vẫn là cảm giác có chút mạo phạm cùng không tín nhiệm tần hạo ý tứ sợ cái gì ngươi đây không phải đào móc lão công ngươi tiền riêng mà là vì hướng đám dân mạng chứng minh một cái lão công ngươi không giấu mà thôi. Nghe được có người nói như vậy, Tô Vũ giao đầu óc trở lại công đến. Nói cũng thế, vậy ta liền mang các ngươi nhìn xem. Tô Vũ giao đến hào hứng, cầm lấy tự chụp cột, bốn phía nhìn một chút, nói, nên từ nơi nào bắt đầu tìm đâu. Đám dân mạng mắt thấy streamer bắt đầu hành động, nhao nhao hưng phấn lên, bày mưu tính kế. Dựa theo ta thói quen, ta tiền riêng, đồng dạng giấu ở phía dưới ghế salon. Ta tại tủ tivi đằng sau nhà vệ sinh bể nước có thể tìm một tìm. Dù sao đó là đồng dạng không quay về động đồ vật, sẽ không đi vị trí, đại khái suốt đó là giấu tiền nơi tốt. Nghe mọi người nói, Tô Vũ Giao bắt đầu ở trong phòng khách dạo bước, ghế sofa dưới nệm lót mặt, tủ tivi, bàn trà, chờ đã, đều tìm qua, không thu hoạch được gì. Bình thường sẽ không đi địa phương. Tô Vũ Giao miệng bên trong nỉ non một câu, quay đầu nhìn về phía phòng khách bên kia, hành lang góc rẽ một cánh cửa. Đó là trong nhà nhà kho, vốn là lần nằm, bởi vì không cần đến, liền bị hai người xem như nhà kho. Chỗ nào đích xác rất ít đi vào. Tô Vũ Giao đi tới, mở cửa ra, nói, nơi này là nhà kho, bởi vì cũng không có bao nhiêu tạp vật, cho nên rất ít tiến đến. Một bên nói, một bên bốn phía nhìn một chút, một chút giá đỡ, còn có trước kia lắp đặt thiết bị lưu lại một chút vật liệu, công cụ, vứt bỏ cái rương cái gì. Tô Vũ Giao một trận tìm kiếm, bỗng nhiên, thấy được góc tường bị một tấm không cần nệm đè ép màu đen cặp da, trần trụi đi ra bộ vị tất cả đều là tro bụi. Cái này cặp da là làm gì, ta làm sao không nhớ rõ. Một bên nói, một bên kéo ra nệm, đem cặp da khóa kéo kéo ra. Đập vào mi mắt, ngoại trừ một chút kỳ kỳ quái quái xem không hiểu tác dụng đồ vật, còn có một cái màu đen túi nhựa. Tô Vũ giao tiện tay đem mở ra. Bên trong là thật dày một chồng thứ gì, đập vào mi mắt tờ thứ nhất, đỏ thẩm bản, trên đó viết mấy chữ. Tô Vũ giao vô ý thức nói ra, quốc gia đặc biệt cấp một đầu bếp giấy chứng nhận tư cách. Chương 2, đây tuyệt đối không thể nào là thật Tô Vũ giao lập tức trợn tròn mắt. Đây là cái đồ chơi gì? Quốc gia đặc biệt cấp một đầu bếp giấy chứng nhận tư cách. Tiền riêng là không tìm được, nhưng là, đây là cái gì? Đầu bếp còn có chứng? Tô Vũ giao nghi hoặc hỏi. Nàng là không hiểu rõ đầu bếp cái nghề này. Nghĩ thầm, không phải liền là trong tiệm cơm đầu bếp a, biết làm cơm là được rồi, còn có chứng. Chẳng lẽ lại còn muốn kiểm tra? Streamer, ngươi điều này cũng không biết. Đầu bếp đương nhiên là có giấy chứng nhận a phổ thông tiệm cơm khẳng định là không cần nhưng là một chút tinh cấp tiệm cơm cấp cao nhà hàng cũng phải cần giấy chứng nhận với lại cấp quốc gia đầu bếp giấy chứng nhận tư cách cái kia thu hoạch độ khó có thể so với lên trời ta chính là đầu bếp đó là ta trong giấc mộng vinh quang a chỉ có ta tại hiếu kỳ chứng thư này là ai sao nhìn mưa đạn tô vũ giao xem như minh bạch đầu bếp thật là có chứng với lại cái này chứng chủ nhân khẳng định là làm đồ ăn đến xuất thần nhập hóa người cái này kỳ quái nàng làm sao không nhớ rõ Tần Hạo còn nhận thức cái gì đầu bếp nổi danh, hơn nữa còn là cấp quốc gia đầu bếp. Mang theo nghi hoặc. Tô Vũ Giao đem lật ra. Đập vào mi mắt đó là sở thuộc giả danh tự, Tần Hạo. Ban phát cơ cấu là hoa hạ nấu nướng hiệp hội, ban phát này là 6 năm trước. Tô Vũ Giao cả người đều ngốc. Phòng trực tiếp đám dân mạng tắt cấp bối rối lo lắng. Cái này Tần Hạo là ai? Streamer, ngươi quen biết sao? Có phải hay không là ngươi lão công bằng hữu? Khá lắm, lão công ngươi nhận thức cấp quốc gia đầu bếp tô vũ giao nuốt ngụm nước bọt sắc mặt cổ quái nói ra lão công ta liền gọi tần hạo nhưng là điều đó không có khả năng a hắn căn bản liền sẽ không nấu cơm vừa kết hôn thời điểm nàng ý đồ để tần hạo học được nấu cơm nhưng xào cái trứng gà đều dán nồi xào cái sợi khoai tây càng là một lời khó nói hết về sau lại thử mấy lần tô vũ giao liền từ bỏ nhận định tần hạo không có nấu cơm thiên phú nhưng bây giờ đây là cái gì quốc gia đặc biệt cấp một đầu bếp giấy chứng nhận tư cách. Chẳng lẽ Tần Hạo đều là trang? Hắn chẳng những biết làm cơm, hơn nữa còn là đầu bếp nổi danh. A đây, streamer, ngươi không phải là bị lừa a. Biết làm cơm, còn không phải bình thường biết làm cơm, có thế ẩn tàng 3 năm, cũng coi như ẩn nhẫn giới kỳ hoa. Kình bạo. Đây nhưng so sánh tiền riêng kình bạo nhiều. Tô Vũ giao trầm ngâm mấy giây, vẫn lắc đầu nói, không có khả năng, thứ này hẳn là giả, có thể là lão công ta chơi vui, tìm làm chứng giả làm a nàng căn bản không tin tưởng Tần Hạo biết làm cơm, càng không tin Tần Hạo có thể ẩn tàng lớn như vậy bí mật 3 năm. Giấy chứng nhận ban phát ngày là 6 năm trước, 6 năm trước, Tần Hạo mới 19 tuổi. Muốn đạt tới loại này trù nghệ, cần bao lâu thời gian nàng không biết, nhưng lấy 19 tuổi tuổi tác có thể cầm tới cái này vinh dự, quá mơ hồ. Nói lấy. Nàng đem chứng thư này dời đi, xuống chút nữa nhìn. Vẫn là một cái giấy chứng nhận, chỉ bất quá đổi thành màu vàng nhạt, giấy chứng nhận bên trên viết hoa hạ nấu nướng hiệp hội phó hội trưởng, Tần Hạo. Ta 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 tào. Hoa hạ nấu nướng hiệp hội phó hội trưởng. Phó hội trưởng cấp bậc. Giả đi, đây chính là hoa hạ nấu nướng hiệp hội, mà không phải cái nào đó huyện thành phố cấp nấu nướng hiệp hội. Tuyệt đối là giả, streamer, tranh thủ thời gian báo cảnh đi, lão công ngươi ngụy tạo như vậy nhiều chứng giả, thế nhưng là phạm pháp. Tô Vũ Giao đã có chút không biết như thế nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt mình tâm tình. Kết hôn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa làm qua cơm tần hạo, lại là hắn hoa hạ nấu nướng hiệp hội hội trưởng. Lần này, Tô Vũ Giao trầm mặt lại. Nàng chưa nói xong, tiếp tục hướng xuống lật. Đây khẽ đảo khó lường. Phía dưới giấy chứng nhận, đủ loại cái gì cũng có, nhưng tất cả đều là đầu bếp giới. Chẳng những là trong nước, còn có nước ngoài. Cái gì phiêu lượng quốc thời đại tạp chất bình chọn ra thế giới đầu bếp nổi danh danh nhân đường thập đại đầu bếp nổi danh chứng nhận. Cái gì 12 vị cấp bậc quốc bảo đầu bếp nổi danh chứng nhận. Tăng thêm một chút nghe đều không có nghe qua trận đấu, tất cả đều là quán quân. Với lại, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tầng hạo danh tự. Giấy chứng nhận rất nhanh liền lật hết, tại tất cả giấy chứng nhận phía dưới cùng nhất, là một tấm có chút ố vàng cùng loại tiếp mời một dạng đồ vật, lần này không phải giấy chứng nhận. Tô Vũ Giao đem cầm lên, phía trên vài cái chữ to đập vào mi mắt, đại ưng đế quốc tử tước tước vị trao tặng sách. Tước vị là tử tước. Khá lắm. Tô Vũ Giao cả người đều ngốc. Lật ra bên trong, biểu hiện ra, xét thấy tần hạo tiên sinh kiệt xuất trù nghệ, đặc biệt mời tần hạo tần tiên sinh gia nhập ta đại ưng đế quốc cũng trao tặng đế quốc tước vị là tự tước trầm tô vũ giao nuốt ngụn nước bọt đây đây cũng quá khoa trương mà càng làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngay người là tại giấy chứng nhận phía dưới viết một cái to lớn không tự hiển nhiên là tần hạo cự tuyệt phòng trực tiếp bên trong mưa đạn cũng yên tĩnh trở lại toàn đều thấy choáng khá lắm thiên nam địa bắc tự điển món ăn năm sông bốn biển trận đấu lấy được thưởng giấy chứng nhận từng cái đỉnh cấp đầu bếp thân phận chứng nhận thậm chí liền tước vị đều cự tuyệt. Phòng trực tiếp ngắn mũi yên lặng qua đi, triệt để dẫn nổ. Ta dựa vào, ta thấy được cái gì? Một cái trù thần cấp bậc đại lão A. À? Liền đại ưng quốc đều muốn cho hắn trao tặng tước vị, đây mẹ nó, trang bức cũng không phải giả bộ như vậy A, à, đây giấy chứng nhận làm quá giả. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin. Không thể nào, các ngươi sẽ không thật tin tưởng A. À. Một cái kết hôn 3 năm, hơn 20 tuổi gia hỏa, có thể tại trước khi kết hôn thu hoạch được như vậy nhiều đầu bếp giới vinh dự, ba đầu sáu tay sao? Chính là, đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu điên muỗng cũng không thể nào làm được loại trình độ này a. À. Vốn là còn chút hoài nghi Tô Vũ Giao cuối cùng là bình tĩnh xuống tới. Các ngươi nói không sai, chúng ta kết hôn 3 năm, nhận thức có 4 năm, ta nhận thức lão công ta thời điểm, hắn 21 tuổi. Mà những chứng thư này thời gian, tất cả đều là cái kia trước đó, có thể là biết hắn trước đó tìm người làm những này chứng giả. Tước vị tấm này, là 7 năm trước, khi đó, hắn mới 18 tuổi, làm sao khả năng? những chứng thư này bên trong, sớm nhất ngày, là 9 năm trước, đó là cái này Trung Hoa Kim trù thưởng, 9 năm trước, lão công ta là 16 tuổi, 16 tuổi tham gia loại này trận đấu, còn thu hoạch được quán quân. Không thể không nói, Tô Vũ Giao phân tích vẫn là rất có đạo lý. Đám dân mạng nhao nhao biểu thị đồng ý. Nói đúng, Trung Hoa Kim trù thưởng trong nước đầu bếp cao nhất vinh dự, tụ tập toàn quốc từng cái giới đầu bếp đại lão, 16 tuổi. Là thật là nói đùa. 16 tuổi ta còn tại bếp sau trợ thủ, đến bây giờ, cũng là mới khách sạn lớn bếp trưởng, năm nay ta đều 40. Streamer, lão công ngươi yêu thích rất đặc thù A, trút hắn đối với nấu cơm khát vọng, chỉ tiếc, không có cái kia thiên phú, chỉ có thể nhìn một chút những chứng thư này an ủi mình, ha ha. Đám dân mạng lao nhau nói lấy. Đương nhiên là không ai tin tưởng, nếu như chỉ có một cái giấy chứng nhận, cũng chẳng phải khoa trương nói, có lẽ còn có người tin, nhưng bây giờ, quá hoang đường, nếu như những chứng thư này đều là thật, vậy đơn giản đó là kỳ tích. Ngạch không, là thần tích nhưng hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này. Streamer, ta vừa rồi trên mạng ra xét một cái, 9 năm trước một lần kia Trung Hoa Kim trù thưởng quán quân, bị một thiếu niên thu hoạch, khiếp sợ toàn cầu giới đầu bếp, mà người quán quân kia thiếu niên, liền gọi Tần Hạo. Chương 3, dân gian ẩn tàng đại lão. Lời vừa nói ra, lập tức tại phòng trực tiếp bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Thật giả. Ta làm sao như vậy không tin. Ta cũng đi ra một chút, thật đúng là. Ta đi. Tuổi tác, tính danh, đều đối với bên trên, đáng tiếc là, tấm ảnh không tìm được, nếu không liền có thể nghiệm chứng. Không chỉ như vậy, ta còn ra xét, hoa hạ nấu nướng hiệp hội phó hội trưởng, một mực rất thần bí, cũng không có tại truyền thông trước lộ mặt qua, hắn danh tự, cũng gọi tần hạo. Theo mọi người điều tra ra tư liệu càng ngày càng nhiều. Đám dân mạng nhiệt tình cũng bị điều động lên. Phòng trực tiếp sôi trào, không ít người đều nghe hỏi mà đến, nguyên bản hơn 300 người phòng trực tiếp, online nhân số mắt trần có thể thấy tốc độ đột phá một vạn, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên. Nếu như nói trước đó Tô Vũ Giao là một tơ một hào cũng không tin nói, như vậy hiện tại, nàng đã bắt đầu dao động. Những chứng thư này, trận đấu thời gian, tất cả đều bị dân mạng lật ra đi ra. Thứ tự, tính danh, tuổi tác, đều đối với được. Đều gọi tần hào. Nhưng là, lại chỉ có thể ra được danh sách cùng trên mạng đôi câu vài lời vết tích, không có tấm ảnh. Những người khác đều có, cũng chỉ có cái này tần hào tấm ảnh, phản phất bị một cổ lực lượng thần bí tại ban đêm triệt để thanh trừ qua. Xóa đi vết tích về phần danh tự không có cách nào lấy ra trận đấu thứ tự dù sao còn tại đó xóa đi vị trí kia trống chỗ xuống tới lại càng kỳ quái chẳng lẽ lại là thật tô vũ giao thần sắc có chút phức tạp nàng không nguyện ý tin tưởng cảm thấy mười phần hoang đường nhưng điều tra ra đồ vật lại hôn như vậy hợp nếu như tần hạo thật biết nấu cơm ba năm này vậy mà tất cả đều là tô vũ giao đang nấu cơm với lại mỗi lần còn biết tính nhắm vào khen một cái tô vũ giao nấu cơm không có gì tô vũ giao cũng ưa thích nấu cơm hưởng thụ cho lão công nấu cơm cảm giác thành tựu, dù sao nàng không bao giờ cảm thấy mình là sống trong nhung lụa đại tiểu thư. Nhưng đây tính chất không giống nhau. Kết hôn lâu như vậy, tất cả đều là lão nương ta nấu cơm, ngươi sẽ không coi như xong, kết quả, ngươi lại là trù thần A. Không sai, đó là trù thần, đây cũng không phải là đầu bếp bình thường có thể thu hoạch được vinh dự. Nàng yên lặng đem túi nhựa một lần nữa gói lên đến. Sau đó đắp lên cặp da, dùng nệm ở phía trên đắp một cái, trở lại phòng khách. Lúc này Tô Vũ Giao, sắc mặt âm trầm, biểu môi, thở vì vì nhìn cửa chính, liền đợi đến Tần Hạo trở về hưng sư vấn tội. Giấu giếm 3 năm, quá khoa trương. Ha ha. Sim tức giận bộ dáng thật đáng yêu. Sim lão công phải gặp tai ương, chật chật chật. Muốn ta nói, không thể trực tiếp hỏi, trên mạng chỉ có thể tra được danh tự, tra không được tấm ảnh, hắn hoàn toàn có thể phủ nhận. Không thể nào, các ngươi sẽ không thật coi là đây hết thảy đều là thật a. À. Nhiều như vậy Tần Hạo là một người. Ba đầu sáu tay sao? Thế giới lớn, không thiếu cái lạ sao? Ta ngược lại thật ra rất đồng ý không trực tiếp hỏi. Nếu là hắn chết không thừa nhận, vậy cũng không có biện pháp. Kỳ thực có thể nghĩ biện pháp vụn trộn kiểm nghiệm một cái hắn làm đồ ăn bản lĩnh liền biết. Đám dân mạng nói nhắc nhở tô vũ giao ý kiến hay a. À? Nếu như có thể tận mắt thấy tần hạo làm đồ ăn, vậy liền chứng minh là thật, hắn cũng không có cách nào tiếp tục giảo biện. Thế nhưng chứng minh như thế nào đâu? Kỳ thực có một cái biện pháp, ta có thể lập một cái đi ra ngoài lý do lại nói cho ta biết lão công ta muốn ăn cái gì rau tiếp theo trong nhà sắp đặt máy quay phim hắn muốn thật sự là trù thần vậy liền có thế vô cùng đơn giản làm được mà ta chỉ cần quay xuống là có thể tô vũ giao trầm ngâm nói biện pháp là không tệ nhưng vấn đề là làm sao ngươi biết hắn liền nguyện ý làm đâu đúng a à, tùy tiện một cái rau điểm cái thức ăn ngoài đều mua đến có thể tìm cái điểm thức ăn ngoài điểm không đến rau cứ như vậy nếu như streamer lão công thật tâm yêu streamer nói cũng chỉ có thể mình làm biện pháp tốt biện pháp tốt có thể kiểm nghiệm những cái kia giấy chứng nhận thật giả đồng thời còn có thể kiểm nghiệm streamer lão công đối với streamer tốt bao nhiêu nhất cử lưỡng tiện tô vũ giao cũng nhìn thấy đề nghị này biện pháp đích xác không tệ về phần món gì là điểm không đến đâu với lại không đơn thuần là yếu điểm không đến còn muốn nguyên liệu nấu ăn rất dễ dàng mua được nếu không tần hạo mua không được muốn làm lại mua không được nguyên liệu nấu ăn đây không phải là phế đi tô vũ giao lúc này cầm lấy máy tính bảng tại trên internet ra xét lên, độ khó cao, nhưng là vật liệu cũng rất đơn giản rau, kỳ thực cũng không nhiều. Không bao lâu. Tìm được, ánh đèn thịt bò. Tô Vũ Giao hưng phấn nói ra, thịt bò vốn là nàng một đại ái tốt, nhưng nàng mình sẽ làm cũng chỉ có cà chua thịt bò nạm, chỉ cần dựa theo thực đơn thành thành thật thật trình tự làm việc tới làm, đồng dạng đều sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng ánh đèn thịt bò khác biệt, cực kỳ khảo nghiệm đao công. Chọn tốt, ánh đèn thịt bò, mỏng như giấy, sắc đỏ sáng, rất khảo nghiệm đao công. Nếu như lão công ngươi có thể hiện ra đao công thành công làm ra ánh đèn thịt bò, vậy liền 89 phần 10. Xem trước một chút thức ăn ngoài có hay không đi, đừng đến lúc đó liền tính sẽ làm cũng lười làm, điểm thức ăn ngoài, liền xong. Có đạo lý. Tô Vũ Giao lập tức mở ra thức ăn ngoài lục phát một cái. Không có, xứng đưa phạm vi bên trong căn bản không có ánh đèn thịt bò thức ăn ngoài. Tô Vũ Giao càng thêm kích động. Muốn đó là loại hiệu quả này a à, nguyên liệu nấu ăn dễ dàng mua được, thịt bò nha, khắp nơi đều là. Chờ một chút, streamer, điểm không đến, ngươi làm sao lại xác định lão công ngươi khẳng định sẽ cho ngươi làm đâu? Có người hỏi. Điểm này các ngươi không cần lo lắng, lão công ta từ trước đến nay đối với ta yêu cầu cầu được ước thấy, hắc hắc. Nói đến đây thời điểm, tô vũ giao khắp khuôn mặt là tự tin và đắc ý. Điểm này ngược lại là không sai, kết hôn 3 năm, tần hạo đối với tô vũ giao tốt đó là thật tốt, ngậm trong miệng sợ tan, che trong tay sợ ngã, đem nàng sủng như cái tiểu công chúa. Mà liền tại lúc này. Cùng cục truyền đến tiếng mở cửa. Tô Vũ Giao tranh thủ thời gian bãi chính sắc mặt, ngồi ở trên ghế salon. Lão công, mua món gì? Tô Vũ Giao cười đùa hỏi, phản phất vừa rồi tất cả cũng chưa từng xảy ra. Không ít, xương sườn, bí đao, còn có cây ngô cái gì, đúng, còn có người thích ăn nhất thịt bò. Tần Hạo lắc lắc trong tay một đống túi, một bên hướng phía tủ lạnh đi đến. Người mua thịt bò. Tô Vũ Giao một tiếng kinh hô, đơn giản quá kịp thời. Ngạch. Lão bà, ngươi kích động như vậy làm gì thịt bò không phải thường xuyên mua a à? tần hạo một trận kinh ngạc khụ khụ là thường xuyên mua chính là ta vừa rồi tại trên mạng nhìn thấy một món ăn ta muốn ăn nước bọt đều lưu không ra ngoài a à. tần hạo lông mày nhíu lại món gì cà chua thịt bò nạm ngươi không phải mình sẽ làm sao ban đêm làm không phải gọi ánh đèn thịt bò nhìn lên đến ăn rất ngon đấy ta muốn ăn tô vũ giao lắc đầu nói ra không đợi Tần Hạo có phản ứng gì, Tô Vũ Giao vừa tiếp tục nói, lão công, thời gian không còn sớm, buổi chiều ta phải đi ra ngoài một bận, tìm kiều kiều dạo phố, đại khái ban đêm giờ cơm nhi trở về, ngươi đến lúc đó giúp ta điểm thức ăn ngoài, liền điểm món ăn này. Ngạch! Đi! Tần Hạo miệng đầy đáp ứng xuống. Tô Vũ Giao khóe miệng có chút dương lên. Mắc câu rồi. Bởi vì thức ăn ngoài, căn bản là không có món ăn này. Nếu như Tần Hạo thật nhớ thỏa mãn Tô Vũ Giao, mà hắn cũng thật là trù thần nói, Vậy cũng chỉ có thể mình làm. Là thật là giả, buổi chiều thấy rõ ràng. Chương 4, ánh đèn thịt bò. Buổi chiều thừa dịp Tần Hạo ngủ trưa thời gian, Tô Vũ giao tại phòng bếp bên trong tất kỹ máy quay phim. Bóp lấy thời gian rời nhà, tìm một cái yên lặng quán cà phê. Mở ra phòng trực tiếp, đem trong nhà máy quay phim hình ảnh, đưa lên đến phòng trực tiếp bên trong. Streamer online, các đơn vị chú ý, đây không phải diễn tập, lặp lại một lần nữa đây không phải diễn tập. Động thủ, động thủ, chuẩn bị động thủ chuẩn bị động thủ. Sự tình chuẩn bị thế nào, để ngươi lão công có phát hiện hay không? Còn có người nhìn sao, không ai nhìn ta liền đóng. Chớ đóng, ta còn tại nhìn. Bởi vì giữa trưa thêm nhiệt, tô vũ giao bên này vừa mở truyền bá, phòng trực tiếp nhân khí trong nháy mắt đạt đến hai vạn. Đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, tiếp xuống đó là yên tĩnh chờ đợi. Tô vũ giao biểu lộ trang trọng tự hồ tại là một kiện khó lường sự tình. Kỳ thực đối với Tần Hạo làm ánh đèn thịt bò món ăn này, Tô Vũ Giao cũng không có bao nhiêu lòng tin thuần túy lòng hiếu kỳ quấy phá muốn nghiệm chứng tần hạo đầu bếp thân phận đến cùng phải hay không giả nàng trong đầu đã có thế nghĩ đến tần hạo ấn mở thức ăn ngoài tìm không thấy ánh đèn thịt bò món ăn này biểu lộ nửa canh giờ sau tần hạo tỉnh ngủ một bên vuốt mắt một bên đi ra phòng ngủ ở phòng khách bên trong nghỉ ngơi một hồi sau đó lấy ra điện thoại trực tiếp điểm mở thức ăn ngoài phần mềm ha 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 quả nhiên phản ứng đầu tiên không phải mình làm đồ ăn mà là điểm thức ăn ngoài may mắn streamer lưu lại một tay dạng này có phải hay không nói rõ những cái kia giấy chứng nhận đều là giả streamer lão công chỉ là cùng vị kia trù thần trùng tên mà thôi bằng không làm gì điểm thức ăn ngoài nhìn trực tiếp không phải liền là đồ cái vui sao ngươi còn tưởng rằng streamer lão công thật biết làm đồ ăn cuối cùng cũng bắt đầu sao sẽ không còn không có kẹt chết liền kết thúc a à. nhìn màn ảnh bên trong Tần Hạo cao mày hoạt động điện thoại màn hình biểu lộ tô Vũ giao khóe miệng có chút dương lên chờ một chút Tần Hạo để điện thoại di động xuống đi hướng tủ lạnh lấy ra đã chuẩn bị kỹ càng thịt bò cùng mấy khối gừng. Sau đó trực tiếp đi hướng phòng bếp. Tô Vũ Giao tranh thủ thời gian hoán đổi thành trong phòng bếp camera thị giác. Chỉ thấy Tần Hạo lấy ra Tô Vũ Giao bình thường nấu cơm xuyên phấn hồng tiểu tạp về. Dùng sức lắc một cái, thắt ở bên hông. Rút ra một thanh dao bếp, trong tay chuyển một cái đao hoa. Động tác mức vô cùng tuyệt không dây dưa dài dòng, tượng cực kỳ ngự thiện phòng bên trong tay cầm mui hơn 20 năm lão sư phó. Tô Vũ Giao một mặt mờ mịt nhìn chầm chầm màn hình. Tần Hạo còn biết chuyển giao. Đùa gì thế? Nhớ kỹ có một lần để Tần Hạo cho mình gọt một cái quả táo, cuối cùng Tần Hạo trực tiếp cho nàng quả táo hạch. Lúc ấy mình còn hung hăng rất khinh bỉ Tần Hạo một cái. Thế nhưng là đau này hoa là cái quỷ gì, hắn không sợ cắt tới ngón tay đầu. Thức ăn này giao chơi có thể nha, có cái kia vị. Hy vọng không phải chủ nghĩa hình thức, ta thật mong đợi streamer lão công làm đồ ăn bộ dáng. Streamer nhà ngươi tạp về ở nơi nào mua, có thể cho ta phát cái kết nối sao? Cô Vũ Giao lúc này cái kia còn quan tâm cái gì tạp về sự tình, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Tần Hạo trên thân. Chỉ thấy Tần Hạo bắt đầu thanh lý nguyên liệu nấu ăn cùng chuẩn bị gia vị. Đem ngư bắp chân đặt ở trên thớt, dao bếp loại bỏ ra mặt ngoài da cùng da thịt. Lại dùng dao bếp chém rụng thịt bò bên trên phế liệu. Sau đó dùng sạch sẽ hút giấy dầu đem thịt bò mặt ngoài huyết thủy xử lý sạch. Nhìn thấy một màn này, phòng trực tiếp bên trong người xem nhau nhau sinh ra nghi vấn. Vì cái gì thịt bò mặt ngoài huyết thủy, không cần nước trong tẩy một cái, mà là dùng hút giấy dầu lau. Tô Vũ Giao nhìn thoáng qua đầu này mưa đạn, trực tiếp tại trong đầu loại bỏ rơi, bởi vì nàng cũng không biết vì cái gì. Kinh Đô Tại cao ốc sang sát cao ốc bên trong, cất giấu một gian cổ hương cổ sắc tứ hợp viện. Tứ hợp viện trong phòng bếp, có một thiếu nữ ôm lấy điện thoại quan sát trực tiếp. Nàng trước mặt để đó một cái tiểu diệp tử đàn chế tạo cái thất gỗ, cái thớt gỗ bên trên còn để đó một chút cắt một nửa nấm hương tơ. Nấm hương mền tơ thiếu nữ cắt đến tinh tế như sợi tóc đồng dạng, với lại mỗi một đầu đều cân xứng vô cùng. Tử khê nha, ta làm sao nghe không được thái rau thanh âm, ngươi lại đang lười biếng có phải hay không, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, đao công này nha nhìn như đơn giản, kỳ thực muốn luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ, không dưới công phu là không được. Ngoài phòng truyền đến lão nhân răng dạy âm thanh. Ta đã biết, ta đang tại nhìn người làm đồ ăn đâu, xem hết ta liền tiếp tục. Thiếu nữ chu mỏ một cái, hơi không kiên nhẫn bộ dáng. Ngươi cái nha đầu này, lấy ngươi bây giờ trình độ, còn dùng học người khác làm đồ ăn lão nhân nói ta đang nhìn người làm đồ ăn không phải đang học người làm đồ ăn liền phòng trực tiếp đây người trình độ làm ta đồ đệ ta đều ghét bỏ ta làm sao khả năng học hắn làm đồ ăn hắn làm là cái gì ánh đèn thịt bò nói đến đèn này ảnh thịt bò nha ngươi còn nhớ rõ sư phó ta sai rồi van cầu ngươi nghĩ một lát đi ta xem xong đoạn này liền bắt đầu luyện đao công nói lấy thiếu nữ xoa xoa tay dùng một cái tên là trung hoa tiểu đương gia id tại tô vũ giao phòng trực tiếp bên trong phát ra một đầu mưa đạn ta là đầu bếp ta biết vì cái gì phòng trực tiếp người xem nghe xong cái này ai đi liền biết đây người khẳng định có chút trình độ người này phát mưa đạn nói mình là một trù sư về phần thật giả liền không có người biết bất quá hắn chuyên nghiệp phát biểu rất nhanh đưa tới khán giả chú ý ánh đèn thịt bò là cung đình bác đại xuyên kiểm soát rau một trong chế tác độ khó cực kỳ biến thái có thể cùng hắn so sánh cũng chỉ có một đạo khác rau mẫu đơn lát cá streamer lão công không cần nước trong tẩy thịt bò hoàn toàn là bởi vì món ăn này đặc biệt yêu cầu bởi vì nước trong lý qua thịt bò, lại tiếp sau đó chế tắt ánh đèn thịt bò thời điểm có phơi khô khâu, khâu, tại cái này khâu thịt bò rất dễ dàng phát sinh nấm mốc biến. Khán giả bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like Tần Hạo dùng hút giấy dầu thanh lý huyết thủy là nguyên nhân này. Tô Vũ Giao nhìn thấy đầu này mưa đạn, vô ý thức nhẹ gật đầu. Tăng kiến thức. Nguyên lai like còn có làm ánh đèn thịt bò còn có dạng này chú ý hạng mục. Chờ một chút. Tần Hạo là làm sao biết? Đây cũng là ta nghe ta sư phó nói, bất quá đây không phải trọng điểm, ánh đèn thịt bò thành bại hay không, mấu chốt nhất vẫn là đao công. Ánh đèn thịt bò tên như ý nghĩa, món ăn này bên trong thịt bò làm được, nhất định phải mỏng giống một trang giấy một dạng, có thế tại dưới ánh đèn có thế thấu ra vật tượng, lại không có thế có một chút tổn hại. Thủy hữu Trung Hoa tiểu đương gia nói xong. Trong bức tranh Tần Hạo cũng bắt đầu tiến vào ánh đèn thịt bò kế tiếp khâu. Cũng chính là vừa rồi vị kia thủy hữu cường điệu liên quan đến ánh đèn thịt bò thành bại trọng yếu khâu. Phòng trực tiếp bên trong lập tức yên tĩnh trở lại chỉ có vụn vặt mấy cái mưa đạn còn tại trên màn hình hoạt động. Tần Hạo cầm đao, hít sâu một hơi, đè xuống ngưu bắp chân bắt đầu bên dưới dao. Tạch 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 két. Đao quang như tuyết, lạnh lùng bức người. Tần Hạo bên dưới dao nhanh như thiểm điện. Tại trong bức tranh hình thành một đạo tàn ảnh. Tô Vũ giao chuẩn bị máy quay phim, đều không thể rõ ràng bắt Tần Hạo bên dưới dao động tác. Chỉ có thể nhìn thấy theo hắn thủ đoạn nhanh chóng nước chảy mây trôi rung rung, từng mảnh từng mảnh lớn chừng bàn tay đỏ tươi thịt, xuất hiện tại thất phía trên. Tần Hạo thậm chí một bên cắt lấy thịt bò, còn một bên huyết sáo. Phản phất đây hết thảy, tựa như là tại trong nhà mình trong đình viện rải khắp đơn giản như vậy. Tô Vũ giao há to miệng, cắt cao nhìn chằm chằm màn hình. Ban đầu Tần Hạo dùng đao pháp này về phần chỉ gọt ra một cái quả táo hạch. Tiểu tử này lại diễn ta. Hắn là làm sao làm được? Trung Hoa tiểu đương gia trực tiếp thấy choáng. Cái quỷ gì? Đây là cái gì đao pháp? Là một trù sư, Trung Hoa tiểu đương gia quá rõ ràng, Tần Hạo bên dưới giao tốc độ có thể đạt đến loại trình độ này đại biểu cho cái gì? Đầu bếp giao nhanh không tính là gì, có thể nhanh đến thiểm điện, vậy thì không phải là đồng dạng đầu bếp. Chương 5, thì ra như vậy ta bị diễn nhiều năm như vậy. Phòng trực tiếp bên trong trong nháy mắt liền nổ. Đao này cũng quá nhanh, căn bản thấy không rõ hắn bên dưới giao hình ảnh. Đề nghị streamer lần sau đổi một cái đắt một điểm camera, có thể đập càng rõ ràng hơn một điểm. Liền lần này giao công phu, không có cái 10 năm công lực, chỉ sợ là làm không được cái kia nói mình là đầu bếp đi ra giảng giải một cái màn hình cái kia đầu trung hoa tiểu đương gia trên mặt kinh ngạc nhìn mưa đạn bên trong có người để hắn giảng một cái nàng cũng đã nói hai câu giao pháp này đích xác làm cho người sợ hãi thắng phục là một trù sư ta không thể không thừa nhận hắn đao công hơn xa tại ta thịt bò tại nhiệt độ bình thường trạng thái dưới là rất khó cắt thông từ ta sẽ đem thịt bò đặt ở tủ lạnh bên trong đông lạnh một cái dạng này thuận tiện bên dưới dao thế nhưng là đông lạnh qua thịt bò cảm giác liền sẽ kém hơn một chút đáng tiếc là streamer hình ảnh rõ ràng độ không đủ, nhìn không thấy hắn cắt ra thịt bò là cái dạng gì, giao nhanh cũng không thể tuyệt đối tất cả, vẫn là muốn nhìn cuối cùng thành phẩm. Thấy được đoạn văn này, Tô Vũ giao sợ ngây người. Nàng đặt ở phòng bếp máy quay phim cũng không kém, chỉ là hình ảnh không có điều chỉnh tốt. Lập tức nàng tranh thủ thời gian xuất ra mở ra điện thoại phần mềm, đem camera tiêu cự nhắm ngay Tần Hạo cắt gọn thịt bò. Trùng hợp, Tần Hạo tiện tay cầm lên một mảnh, tự hồ là nhớ kiểm nghiệm một cái mình thành quả lao động hắn đem thịt bò phiến đặt ở phòng bếp ánh đèn phía dưới. Nhân nhân ánh đèn xuyên thấu thịt bò phiến. Thịt bò đường vân tại dưới ánh đèn có thể thấy rõ ràng. Cái kia từng mảnh từng mảnh lớn chừng bàn tay thịt bò mỏng như cánh ve, chồng chất cùng một chỗ tựa như tháng tư đỏ mẫu đơn đồng dạng sáng lạng. Hoàng Mỹ không một tì vết, không có một tia tổn hại. Với lại mỗi một phiến thịt bò kích cỡ độ dày đều tựa như sao chép được một dạng. T. Trung Hoa tiểu đương gia hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian phát ra một đầu mưa đạn có thế có được dạng này đau công người, toàn bộ thế giới tuyệt đối không cao hơn ba người. tô vũ giao cả người đều thấy choáng, toàn bộ thế giới không cao hơn ba cái, bên trong một cái người để ta gặp gỡ, kết hôn nhiều năm như vậy, thì ra như vậy ta bị diễn nhiều năm như vậy. loại tâm tình này ai có thể lý giải? tô vũ giao rất buồn bực, tần hạo tại sao phải gạt hắn? đó là thuần túy không muốn nấu cơm. có giao pháp này, chẳng lẽ nói trước đó những cái kia giấy chứng nhận đều là thật? không thể nào, ta vẫn là không quá tin tưởng. Nếu như SIM Mờ lão công thật sự là Trù thần, tại sao phải mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy? Nếu không lại để cho SIM Mờ lão công làm rau, nếu như là Trù thần hắn cũng không sẽ chỉ món ăn này a. À. Liền tính Tần Hạo không phải Trù thần, chỉ bằng cho mượn tay nghề này cũng nhất định là đầu bếp. Lúc này Trung Hoa tiểu đương gia nhìn phòng trực tiếp hình ảnh thật lâu không thể bình tĩnh. Nhìn chằm chằm Tần Hạo, trong mắt tràn ngập tò mò. Tử Khê nha đầu, ngươi nhìn cái gì đấy? Không biết lúc nào, một cái lão nhân đã đến nàng sau lưng vỗ vỗ nàng bả vai, đưa nàng giật nảy mình. Nàng kịp phản ứng sau đó, nhanh lên đem điện thoại cầm tới lão nhân trước mặt, tranh thủ thời gian hỏi. Sư phó, ngươi nhận thức người này sao? Đây người nhìn lạ mặt, không phải rất quen thuộc, thế nào? Lão nhân hiếp mắt lại nhìn một hồi nói ra. Ngươi nhìn hắn cắt thịt bò. Trung Hoa tiểu đương gia nhắc nhở. Lão nhân đem ánh mắt chuyển dời đến thất bên trên, bỗng nhiên thần sắc mãnh liệt biến đổi. Giao pháp này. Người trẻ tuổi kia liền ngay cả lão nhân nhìn thấy giao pháp này cũng khiếp sợ. Phải biết có thể làm cho vị lão nhân này khiếp sợ, là một kiện bao nhiêu không dễ dàng sự tình. Người khác không biết lão nhân là ai, có thế tiểu đương gia tâm lý lại quá là rõ ràng. Châu Á yến tay cầm môi người Ngụy Thiên Lâm, được xưng là hoa hạ giới đầu bếp trăm năm khó gặp đầu bếp. Từ hạ bái tại đầu bếp nổi danh phía dưới học tập trù nghệ, bây giờ tại trù nghệ bên trên công phu đã đạt đến đăng phong tạo cực tồn tại. Có thể làm cho lão nhân thấy vừa mắt đầu bếp, tại hoa hạ vậy cơ hồ là phượng mau lân giác đồng dạng tồn tại. Tiểu tử này là cái gì người? Lão nhân yên lặng hỏi. Một cái ẩn tàng đầu bếp thân phận ba năm người bình thường. Trung Hoa tiểu đương gia lập tức đem sự tình đi qua nói cho lão nhân. Lão nhân nghe được về sau, mày nhăn lại một cái u cục. Nhanh lên đem vừa rồi trực tiếp ghi hình điều đi ra, nhìn thấy tần hạo bên dưới giao phương thức sau đó, sắc mặt lão nhân đại biến. Bởi vì hắn trong lòng có loại quen thuộc cảm giác, loại này bên dưới giao phương thức giống như ở nơi nào gặp qua không có khả năng, người này khẳng định không phải bình thường đầu bếp, cũng tuyệt đối không phải là một cái người bình thường. Ngụy Thiên Lâm rất có việc nói ra. Cái nào hắn đến cùng là ai, là nấu nướng hiệp hội đầu bếp sao, vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiểu đương gia hỏi. Xuyệt. Ngụy Thiên Lâm đem ngón tay đặt ở bên miệng làm một cái hư thanh động tác. Lúc này hắn toàn bộ lực chú ý, đã toàn bộ đặt ở tầng hạo làm đồ ăn video bên trên. Nhìn là như si như say, hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Tần Hạo làm ánh đèn thịt bò trực tiếp video, bắt đầu ở trên mạng lưu truyền. Xuất thần nhập hóa đao công, hấp dẫn to lớn lưu lượng. Không hổ là quốc đặc cấp bậc đầu bếp, giao pháp này đơn giản đó là thần. Nghe nói là một cái streamer, phòng trực tiếp ở nơi nào ta đi xem một chút, đi theo đại thần học trù nghệ. Nói tựa như là ngươi xem có thể học được giống như, nếu là nhìn video liền có thể học được, thế giới bên trên thật là có bao nhiêu đầu bếp. À đúng đúng đúng. Bất quá cũng có những người khác phát ra một loại khác âm thanh có ủng hộ liền có phản đối, loại chuyện này tại Internet bên trên Thái thường thấy. Trên Internet từ xưa đến nay đều không thể thiếu bàn phím hiệp. Trời không sinh ta bàn phím hiệp, phun đạo vạn cổ như đêm dài. Khóa đến. Ha ha, ta liền cười, liền tài nghệ này còn bị xưng là đầu bếp. Video ta xem, có cái gì tốt kinh ngạc, không phải liền là cắt cái thịt bò, chuyện này có hay không tay là được. Vừa nhìn liền biết, có người ở sau lưng lẫn lộn, cái gì giấu giếm thê tử ẩn tàng đầu bếp thân phận, những cái kia giấy chứng nhận tuyệt đối là giả thật sự cho rằng quốc đặt đầu bếp là rau cải trắng. Thế nhưng là mặc kệ là đen vẫn là tán, Tô Vũ giao phòng trực tiếp nhiệt độ quả thật đi lên. Trong lúc nhất thời Tô Vũ giao phòng trực tiếp nhân ký bay thẳng 30 vạn. Với lại đang trực tiếp bình đài, sinh hoạt mỹ thực cái này phân khu bên trong, đi thẳng tới đứng đầu bảng. Đại lượng lưu lượng nhân khí, chậm rãi hướng Tô Vũ giao phòng trực tiếp bên trong tụ tập. Mọi người đều muốn nhìn một chút cái này ẩn dấu 3 năm nam nhân, làm đồ ăn đến cùng là cái gì trình độ. Có người hoan hỉ có người sầu bởi vì tô vũ giao phòng trực tiếp hỏa bạo tự nhiên mà vậy hấp dẫn cái khác streamer nhân khí tại cùng một trực tiếp bình đài cùng một phân khu một cái tên là sở sở bảo bối streamer nhìn mình phòng trực tiếp nhiệt độ không khỏi nhíu mày hôm nay là chuyện gì xảy ra bình thường đều là hơn 300.000 người tức thẳng truyền bá ở giữa bây giờ mấy giờ trôi qua còn có không có đột phá 20 vạn với lại soát lễ vật người cũng thiếu đáng thương bình thường những cái kia thường đến các đại ca hôm nay cũng không thấy sở sở bảo bối ý thức được sự tình không thích hợp quá không đúng. Đây người đều chạy đi đâu, chẳng lẽ hôm nay đều không có online nhìn trực tiếp. Nhân khí một mực không thể đi lên, vẫn chưa có người nào soát lễ vật, sợ sở bảo bối liền không có kình, nghĩ đến hôm nay cứ như vậy đi, trực tiếp mở bày. Lấy ra điện thoại, nhìn lên Weibo. Một đầu tin tức dẫn vào nàng tầm mắt. Đồ cá trực tiếp một cái quốc đặt đầu bếp ẩn tàng 3 năm bí mật. Chương 6, đều là 6 lộ. Ấn mở sau đó, liền thấy liên quan tới Tô Vũ Giao phát hiện Tần Hạo là đầu bếp sự tình kỹ càng quá trình. Tần Hạo là quốc đặt đầu bếp, đừng hắn ngắm nói giỡn. Làm trực tiếp, Sở Sở Bảo bối còn không hiểu ở trong đó sáo lộ, chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt thôi. Lẫn lộn hiểu không? Tất cả cũng là vì lẫn lộn. Không biết vì sao lại có nhiều người như vậy lại nhìn. Không phải liền là làm hai món ăn sao, liền cùng ai không biết làm giống như. Nói trở lại, cái này gọi là Tô Vũ giao chỉ là hảo thủ đoạn, vậy mà muốn ra tiết mục hiệu quả tốt như vậy kịch bản. Lập tức Sở Sở Bảo bối liền hiểu. Vì cái gì hôm nay nàng phòng trực tiếp bên trong nhân khí một mực không thể đi lên. Nguyên lai like mọi người đều đi xem cái này gọi là tô vũ giao trực tiếp, người đều đi qua nàng phòng trực tiếp nhân số tự nhiên mà vậy liền xuống trượt. Cái này sao có thể được, đây không phải trần trụi khiêu khích, nàng có thế mới là cái này bản khối tỷ đại, đây không phải mưu triều soán vị sao, sở sở bảo bối cảm nhận được vi hiếp. Nàng phòng trực tiếp bên trong nhân khí, có thế đều là từng chút từng chút, lợi dụng ngốc bạch điềm người thiết lập cùng từng tiếng hảo ca ca góp nhặt lên đặc biệt là phòng trực tiếp trong kia mấy vị thường xuyên cho hắn soát lễ vật đại ca vì lôi kéo những người này nàng thế nhưng là lại offline bỏ ra to lớn đại giới về phần bỏ ra cái gì đại giới chuyện này liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí tìm cái cớ sở sở bảo bối dứt khoát không truyền bá hôm nay sớm tắt livestream đi tới mình phan đàn bên trong bắt đầu đối nàng những cái kia người ái mộ đại thổ nước đắng nói gần nói xa ý tứ đó là tô vũ giao thông qua lẫn lộn cùng kịch bản đoạt nàng nhân khí tô vũ giao làm như vậy cũng là vì nhằm vào nàng kia là cái gì tần hạo cũng căn bản không phải cái gì đặc cấp đầu bếp. Sở sở bảo bối đám fan hâm mộ, nghe được cái tin tức này đây còn phải, nhau nhau là sở sở bảo bối bên vực kẻ yếu. Phát hiện gì trượng phu bí mật, đây rất rõ ràng đó là lại lẫn lộn. Không biết những người kia là nghĩ như thế nào, một cái phổ thông nam nhân gắn gượng thổi thành cái gì đầu bếp. Streamer không cần thương tâm, chờ chúng ta đi cái kia nữ nhân phòng trực tiếp cho ngươi xuất khí. Nhìn fan trong nhóm tin tức, sở sở bảo bối lộ ra nụ cười, đây tiết tấu một dãy đến nhưng liền không có dễ dàng như vậy bình lặng. Nói thế nào nàng cũng là trực tiếp giới lão nhân, một cái tiểu xin mờ muốn cùng hắn cướp người khí vẫn là non một chút. Nàng có một trăm loại thủ đoạn có thể đánh ép tô vũ giao, tô vũ giao lại đối nàng không thể làm gì. Ai nha, các ngươi tuyệt đối không nên vì ta tức giận. Đều tại ta không có bản lãnh, bằng không phòng trực tiếp cũng sẽ không lưu không được người, kỳ thực kia cái gì ánh đèn thịt bò ta cũng có thể làm. Cái kia streamer cũng không phải cố ý cướp ta nhân khí, Streamer giữa cạnh tranh là đem rất bình thường sự tình. Sở sở bảo bối một trận trà xanh ngôn luận, nhìn như không đau không ngứa tự hồ tại là tô vũ giao giải thích. Thế nhưng là trên thực tế, lại là đang kích bắt ly gián châm ngòi thổi gió. Mấy lời nói xuống tới, lập tức để nàng những cái kia người ái mộ, cảm giác mình thủ hộ streamer bị khi dễ. Sở sở bảo bối hiểu rất rõ những này phan cùng, chỉ cần nàng động một chút tâm tư. Những người này liền sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tranh nhau chen lấn vì chính mình xuất khí. Tô Vũ Giao phòng trực tiếp nhiệt độ cũng tới đến 30 vạn. Liền ngay cả Tô Vũ Giao trực tiếp cũng hôn mê rồi, phải biết hôm nay nàng vừa phát sóng thời điểm, chỉ có chút ít vài trăm người lại nhìn. Tần Hạo làm một món ăn, cái này đến 30 vạn người, cũng coi là bên trên là trực tiếp giới kỳ tích. Mấu chốt là, Tô Vũ Giao phía sau cũng không có bất kỳ công ty thao tác làm bộ. Hoàn toàn đó là dựa vào trực tiếp điều tra Tần Hạo bí mật hot lên. Chẳng lẽ hiện tại mọi người đều thích nhìn loại vật này? Ngay lúc này, phòng trực tiếp mấy đầu không hài hòa mưa đạn phá vỡ bình tĩnh. Ô ô ô, không liền làm một đạo ánh đèn thịt bò sao, lấy nhìn phòng trực tiếp bên trong đem hắn thổi, đều nhanh muốn thổi lên trời, tần hạo trù nghệ nếu là thật có như vậy ngưu, làm sao khả năng hiện tại còn vắng vẻ vô danh. Rất rõ ràng đó là lẫn lộn mà thôi, mọi người liền đây cũng nhìn không ra sao, phát hiện gì lão công là ẩn giấu đi 3 năm đầu bếp, căn bản chính là viết xong kịch bản. Ánh đèn thịt bò là cái gì độ khó cao rau sao, video trang web có hay không rất thật đẹp ăn blog đều làm được qua sao, người bình thường thêm chút luyện tập loại này đao công vẫn có thể luyện ra a à. ai nói người bình thường liền không làm được đèn này ảnh thịt bò nhà ta có đài cắt miếng cơ đó là cắt thịt dê quyển loại kia ngươi muốn bao nhiêu mỏng thịt ta đều có thể cho ngươi cắt ra đến đột nhiên một sóng lớn mang tiết tấu mưa đạn tràn ngập tại tô vũ giao phòng trực tiếp bên trong những này mưa đạn trên cơ bản đều là sở sở bảo bối phan nói cái gì đều có những người này mưa đạn cũng đưa tới cái khác người xem bất mãn đây là nhà ai chó bị ai thả tương lai vừa tiến đến liền gọi bậy, có hay không một điểm tố chất. Quản lý bất động sản chạy đi chỗ nào chết, làm việc, làm việc. Thành thành thật thật nhìn trực tiếp, không cần mang tiết tấu được không? Tiết tấu càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến tô vũ giao phòng trực tiếp bên trong hỗn loạn tưng bừng. Có ít người tố chất đặc biệt kém, lời nói bên trong thậm chí dùng tới thân người công kích. Tô vũ giao không có thiết trí quản lý bất động sản, chỉ có thể tự mình động thủ cấm ngôn bọn hắn tài khoản. Thế nhưng là mang tiết tấu quá nhiều người, tô vũ giao một người căn bản cấm ngôn không đến sở sở bảo bối nhìn thấy mình phan tại tô vũ giao phòng trực tiếp mang theo tiết tấu khóe miệng có chút dương lên lộ ra đắc ý mỉm cười chỉ là mang mang tiết tấu nàng vẫn chưa đủ tô vũ giao không phải nói hắn lão công là đầu bếp sao vẫn là cái gì quốc đặc cấp bậc đầu bếp liền đây điểm thủ đoạn lừa gạt người khác còn có thể lừa gạt hắn vậy liền giật dây tô vũ giao để nàng lão công làm một đạo rất khó rau so ánh đèn thịt bò còn khó hơn tần hạo nếu là làm không được vậy thì có ý tứ đường đường quốc đặt đầu bếp sẽ chỉ một đạo ánh đèn thịt bò. đây không phải tập luyện tốt kịch bản là cái gì. đến lúc đó tô vũ giao tự nhiên lộ ra nguyên hình. tô vũ giao nếu là không đáp ứng vậy thì càng tốt hơn. đến lúc đó kịch bản tiết tấu càng lớn hơn, khán giả tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra chất vấn. nàng lấy ra điện thoại bắt đầu ở trên mạng lục soát cái kia đạo rau khó khăn nhất. chẳng lẽ liền ngay cả quốc đặt cấp bậc đầu bếp cũng không dám tùy tiện nếm thử. cuối cùng một đạo gọi là mẫu đơn lát cá tên món ăn xuất hiện tại sở sở bảo bối trong mắt trên mạng đối với món ăn này độ khó đánh giá thậm chí tại ánh đèn thịt bò phía trên còn có rất nhiều người nói cái gì món ăn này đã thất truyền người hiện đại căn bản làm không được mẫu đơn lát cá đó là nó sở sở bảo bối lập tức ngay tại phan đàn bên trong phát tin tức để bọn hắn những cái kia người ái mộ giật dây tô vũ giao để tần hạo làm mẫu đơn lát cá những cái kia phan cùng nhóm cũng là nghe lời sở sở bảo bối nói chuyện bọn hắn liền chạy tới tô vũ giao phòng trực tiếp xoát lên mưa đạn muốn chứng minh các ngươi không phải lại diễn kịch cũng được, vậy liền để Tần Hạo đang làm một đạo mẫu đơn lát cá. Đúng thế, không phải là không có kịch bản sao, chứng minh cho chúng ta nhìn xem. Không thể nào, không thể nào, quốc đặc cấp đầu bếp sẽ chỉ một đạo ánh đèn thịt bò, vậy ta bên trên ta cũng được. Tứ hợp viện bên trong ngụy Thiên Lâm cũng nhìn thấy những này mưa đạn, quyền thủ đánh tới hướng bàn tay kinh ngạc nói. Ta làm sao không nghĩ lên. Hắn tựa như thể hồ quán đỉnh, chợt tỉnh ngộ đi qua. Muốn chứng minh Tần Hạo có phải hay không ban đầu người kia, hoàn toàn có thể từ Tần Hạo làm đồ ăn trong quá trình nhìn ra. Nếu như Tần Hạo thật là ban đầu cái kia người, đang làm rau thời điểm Ngụy Thiên Lâm nhất định có thể nhìn ra đầu mối. Tử Khê, ngươi có thể hay không yêu cầu streamer để hắn lão công làm tiếp một cái rau, liền làm mẫu đơn lát cá. Mẫu đơn lát cá. Ngụy Tử Khê sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Mẫu đơn lát cá cùng ánh đèn thịt bò một dạng đều là cung đình bác đại xuyên kiểm soát rau một trong. Nếu như nói ánh đèn thịt bò khảo nghiệm là đao công, như vậy mẫu đơn lát cá nhưng là tập đao công, hỏa hầu, gia vị đại thành giả một món ăn. Món ăn này liền có thể triệt để nhìn ra là một cái đầu bếp bản lĩnh. Trung Hoa tiểu đương gia vì để cho Tô Vũ Giao đáp ứng, trực tiếp xoát năm cái hỏa tiễn. Năm cái hỏa tiễn, lão bản đại khí nha. Hoặc, đây là vì nhìn Tần Hạo làm mẫu đơn lát cá bỏ hết cả tiền vốn. Xem ra có lão bản cũng muốn biết, streamer có phải hay không lại lẫn lộn, đây hết thảy đều là kịch bản. Tiết tấu mang theo lên, liền ngay cả ăn dưa người xem, cũng muốn nhìn đây đạo mẫu đơn lát cá. Chương 7, mẫu đơn lát cá. Người xem bên trong có không ít người nghe nói qua món ăn này. Nghe nói chế tác độ khó cực lớn, đồng dạng đầu bếp căn bản làm không được. Với lại yêu cầu này là khán giả đột nhiên nói ra, Tần Hạo sớm căn bản sẽ không có chuẩn bị. Tốt, ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Tô Vũ giao nhẹ gật đầu cầm điện thoại di động lên. Chính nàng cũng cảm thấy, một đạo ánh đèn thịt bò, vô pháp chứng minh Tần Hạo đầu bếp thân phận đã một đạo không được vậy liền làm tiếp một món ăn nếu như tần hạo liền đây đạo mẫu đơn lát cá cũng có thể làm được cái kia tần hạo khẳng định là đầu bếp đinh linh linh trong nhà đang tại xử lý cắt gọn thịt bò tần hạo đột nhiên nghe được điện thoại âm thanh hắn đưa tay dùng nước rửa một cái sau đó tại đầu kia màu hồng phấn tạp về bên trên lau sau đó tiếp lên điện thoại uy lão bà thế nào ngươi đang làm gì đó nghe nói như thế tần hạo vô ý thức cảnh giác nhìn chung quanh ánh mắt thoáng nhìn, cũng không có cái gì dị thường. Ta tại điểm thức ăn ngoài, ngươi không phải nói muốn ăn ánh đèn thịt bò sao, ta nghĩ đến trước điểm tốt, chờ ngươi trở về trực tiếp có thể ăn. Tần hạo mặt không đỏ tim không đập nói ra. Trăng rắc. Quán cà phê bên trong, tô vũ giao ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay chén cà phê bên trên xuất hiện một vết nứt. Kẻ tái phạm nha. Nói dối đều không mang theo chớp mắt. Nàng cưỡng ép đem trong lòng tức giận ép xuống. Kế hoạch còn muốn tiến hành. a, à, vậy ngươi lại điểm một phần mẫu đơn lát cá đi ban đêm kiều kiều cũng tới nhà chúng ta ăn cơm mẫu đơn lát cá tần hạo tại đầu bên kia điện thoại gãi gãi cái đầu cứ như vậy nói xong ta cúp trước không cho tần hạo bất kỳ từ chối không tiếp cơ hội tô vũ giao cúp điện thoại ha 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 nhìn cho chúng ta hạo ca khó xử làm sao có loại nhìn chiến tranh tình báo phiến cảm giác đầu bếp thân phận bị phát hiện cái này cùng tiền riêng bị phát hiện có liều mạng a nam nhân nha ngươi vĩnh viễn không biết bọn hắn giấu sâu bao nhiêu hình ảnh bên trong tần hạo tiếp điện thoại xong cười khổ lắc đầu lấy ra điện thoại bên ngoài bán phần mềm bên trên ra một cái phát hiện không có thương gia bán món ăn này hắn bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể mình làm làm mẫu đơn lát cá ngươi cũng nên có cá a tần hạo kêu chân chạy để chân chạy giúp hắn mua một đầu cá cắm cỏ vừa kêu xong chân chạy trong nhà máy riêng điện thoại vang lên lên tần hạo tưởng rằng tô vũ giao lại gọi điện thoại đến đây tỉ mỹ nghĩ lại tại sao phải đánh trong nhà máy riêng Tiện Tay tiếp lên điện thoại, bên trong truyền đến một cái nam nhân âm thanh, xin hỏi tô tiểu thư ở nhà không? Vừa rồi ta gọi điện thoại cho nàng, biểu hiện tại trò chuyện bên trong. Lão bà của ta không ở nhà, ngươi tìm nàng có chuyện gì không? A, à, là tô tiểu thư người yêu nha. Ta bên này là Ngô Tiên sinh người đại diện, tô tiểu thư trở về làm phiền ngươi chuyển cáo nàng một tiếng, để nàng cho ta quay về điện thoại. Tốt, ta sẽ chuyển cáo nàng. Cô Vũ giao một mực tại một nhà công ích tính chất công ty công tác cùng loại với quỹ từ thiện cùng hội hồng thập tự công ty. Đoạn thời gian trước nghe nói, công ty bọn họ thỉnh mời một vị lưu lượng minh tinh quay chụp một đầu công ích quảng cáo. Tô Vũ Giao vì đây sự kiện chuẩn bị thời gian rất lâu, trước trước sau sau làm ra rất nhiều nỗ lực. Phí hết rất lớn công phu mới mời được cái này minh tinh. Cúp điện thoại, Tần Hạo đem chuyện này yên lặng ghi tạc trong lòng, sau đó đi vào phòng bếp. Nếu là lão bà trong công tác sự tình, Tần Hạo cũng không có hỏi nhiều như vậy. Nửa giờ sau, chân chạy đem xử lý tốt cá trắm cỏ đưa tới. Tần Hạo đem cá trắm cỏ cầm tới phòng bếp bên trong. Đến, đến, mẫu đơn lát cá. Streamer lão công tuyệt đối là chân ái nha. Một cái điện thoại hắn đáp ứng. Không nói khác, từ cái này có thể nhìn ra, streamer lão công là thật sủng streamer. Phòng trực tiếp khán giả đều mang theo sốt ruột tâm tình đang mong đợi. Loại này trong bóng tối nhìn trộn người khác bí mật cảm giác phi thường kỳ diệu. Kinh đô trong tứ hợp viện, một nam một nữ, một thế hệ trước ít cũng đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Tô Vũ Giao cũng yên tĩnh trở lại, trừng trừng nhìn trong bức tranh Tần Hạo. Chỉ thấy Tần Hạo cầm lấy vết cốt cá trắm cỏ rửa sạch sẽ sau đó đi đầu đi đuôi. Đem cá trắm cỏ đặt ở thất bên trên. Giao bếp trong tay chuyển một cái đao hoa. Từ đầu cá bộ vị bắt đầu bên dưới dao. Thuận theo cá xương sống lưng một đao xuống dưới, một khối lớn thịt cá liền từ xương sống lưng bên trên thoát ly xuống tới. Lật một mặt. Bắt trước làm theo liền được hai khối lớn thịt cá sau đó lại dùng dao bếp loại bỏ thịt cá bên trong xương cá một bộ thao tác xuống tới nước chảy mây trôi nhìn để người cảnh đẹp ý vui một đầu hoàn chỉnh cá trắm cỏ bị xử lý xuống đến tần hạo thậm chí chỉ tốn không đến một phút đồng hồ thời gian có thể thấy được đối với bộ này quá trình hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng tiếp xuống đó là khảo nghiệm đao công thời điểm tần hạo một tay đem thịt cá đè lại một cái tay khác nắm chặt dao bếp lần này tô vũ dao sớm chuẩn bị kỹ càng đem camera tiêu cự nhắm ngay thất. Ào ào ào. Giao nhanh như gió, thế như thiểm điện. Tần hạo ánh mắt sắc bén, bên dưới giao thời điểm không có một tia đình trệ. Cổ tay tung bay, vô cùng mướt. Một khắc này hắn phản phất không phải đang làm rau, mà là lại biểu diễn một trận ma thuật. Phòng trực tiếp tất cả mọi người đều nín thở. Giao ngừng. Mở ra bàn tay. Thịt cá tựa như núi cao tuyết liên đồng dạng nở rộ. Mỗi một phiến đều trong suốt sáng long lanh, tỏa ra bóng loáng rực rỡ lát cá bên trên từng tia từng sợi đường vân có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy một màn này không khỏi làm cho người kinh hô một tiếng. Tô Vũ Giao cắn chặt môi. Việc đã đến nước này. Tần hạo đầu bếp thân phận đã ngồi vững. Với lại giao pháp này, khẳng định không phải một cái tân thủ đầu bếp có thể thi triển đi ra. Không có mấy chục năm bản lĩnh, căn bản không có khả năng đem thịt bò cùng thịt cá cắt thành dạng này. Tần hạo liền xem như không phải trù thần, cũng khẳng định là một vị lão sư phó. Đây không để cho nàng có thế tiếp nhận không biết làm sao vậy, trong nội tâm nàng đột nhiên hy vọng Tần Hạo không làm được đây đạo mẫu đơn lát cá. Gia trâu, dạng này đao công dùng ra thần nhập hóa hình dung cũng không đủ. Đây là nấu cơm sao, đây quả thực là một môn nghệ thuật. Kết hôn 3 năm, streamer đều không có phát hiện, ta cũng là chịu phục, lúc này đi không đợi để hắn quỳ ván giặt đồ. Streamer ta cho ngươi ra cái chủ ý, để hắn trở về quỳ điều khiển từ xa, không thể đổi đài loại kia. Ta càng ngày càng chờ mong, tiếp xuống Tần hạo biểu hiện trong bức tranh tần hạo không có phát giác được một tia dị thường vẫn tại xử lý lấy cá trắm cỏ đem xử lý tốt lát cá dùng đủ loại gia vị ướp gia vị ngon miệng sau đó đem lát cá bên trên dính đầy bột mì dầu hướng trong nồi ngược lại nhiệt độ dầu đốt đến sáu thành nóng tần hạo đem từng mảnh từng mảnh hạ nhập trong nồi lát cá bị nóng bành trướng phát ra chích chích rung động âm thanh lúc này đó là đến làm đây đạo mẫu đơn lát cá khó khăn nhất địa phương cái kia chính là đối với hỏa hầu thời cơ nắm chắc thành bại ngay tại lát cá ra nồi trong nháy mắt quá sớm quá muộn đều sẽ ảnh hưởng món ăn này cuối cùng cảm giác tiểu đương gia sư phó cũng đã làm món ăn này thế nhưng là mỗi lần làm được sau đó nàng sư phó luôn có nhịn không được lắc đầu thậm chí liền bên dưới đổ nhấm nháp cũng không nguyện ý khi tiểu đương gia hỏi thăm hắn nguyên nhân thời điểm nàng sư phó tổng hội thở dài nói hắn không có bắt lấy cái kia chớp mắt là qua thời cơ tiểu đương gia cùng nàng bên cạnh lão nhân nín thở sư phó tiểu đương gia lẩm bẩm nói thấy rõ. Lão nhân nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều đang đợi cái kia thời cơ xuất hiện. Chương 8, ra cho ta. Tần hạo có thể hay không bắt lấy cái kia thời cơ, đó là nghiệm chứng hắn trù nghệ trình độ mấu chốt. Hắn tầm mắt buông xuống, nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm chảo dầu, vành tay có chút rung động, cảm thụ được lát cá âm thanh biến hóa. Thoáng chốc. Tần hạo mở mắt, cầm lấy lưới lọc lấy xét đánh không kịp che tay chi thế đem chảo dầu bên trong lát cá mò lên. ầm ầm, Dầu nóng nổ vang loáng thoáng có kim quang tại lát cá bên trên chớp động. Đó là Tiểu đương gia kêu sợ hãi. Hắn bắt lấy, hoàng mỹ bắt lấy, chẳng lẽ hắn thật trù thần. Lão nhân thất sắc. Hai người trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ một câu cũng nói đi ra. Sau đó hai người lại lật ra tần hạo làm đồ ăn video lặp đi lặp lại quan sát. Càng xem, sắc mặt hai người càng khó nhìn. Đặc biệt là tại tần hạo bên dưới giao thời điểm. Loại kia như mộng ảo đao pháp, lệnh hai người nghẹn họng nhìn trân trối sư phó ngươi thấy rõ không có hắn dùng đao pháp này không thích hợp ngụy tử khê đột nhiên nhìn ra đầu mối đích xác vừa rồi hắn dùng bộ kia đao pháp không chỉ là làm đồ ăn đao pháp đơn giản như vậy nhìn thấy hắn bên dưới giao phương thức để ta nhớ tới một người lão nhân biểu lộ nặng nề lão nhân biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên ký ức trong nháy mắt trở lại mấy năm trước mấy năm trước đó hoa hạ giới đầu bếp một vị thiên tài đầu bếp hoành không xuất thế vừa xuất hiện liền ôm đồng hoa hạ giới đầu bếp các hạng vinh dự tựa như một viên sao chổi đồng dạng chiếu sáng giới đầu bếp bầu trời. Lúc ấy giới đầu bếp đều cho rằng người này sẽ thành lịch sử bên trên hoa hạ giới đầu bếp vĩ đại nhất nhân vật. Nhưng là về sau phát sinh một sự kiện, để hắn biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Mấy năm qua đi, hoa hạ giới đầu bếp cơ hồ đều đem đây người quên không còn một mảnh. Thế nhưng là lão nhân hôm nay từ tầng hạo đao phát bên trong, lại một lờ mờ nhớ tới người kia. "Cha, hôm nay ta nhất định phải biết người kia là ai." Ngụy Thiên Lâm loáng thoáng cảm thấy trước mắt cái nam nhân này cùng mấy năm trước nấu nướng với một kiện đại sự có quan hệ. Ngụy Thiên Lâm lên tiếng, Ngụy Tử Khê cũng không dám lãnh đạm. Cầm điện thoại lên gọi cho nấu nướng hiệp hội. Quy, ta là Ngụy Tử Khê, giúp ta tra một người. Ngươi nói, tra ai? Một cái gọi tần hạo nam nhân, hơn 20 tuổi, ngươi tìm xem trong hiệp hội có hay không hắn tư liệu. Tốt, ta lập tức đi điều tra. Nửa giờ đi qua sau, điện thoại bị đánh trở về. Một phen điều tra đến, xác nhận nấu nướng hiệp hội đích xác không có tần hạo tư liệu cái kia tần hạo những cái kia giấy chứng nhận là nơi nào đến thật chẳng lẽ là giả có được đây chờ trù nghệ tại nấu nướng hiệp hội bên trong làm sao khả năng vắng vẻ vô danh ngụy tử khê rơi vào trầm tư bên trong nhưng là ngụy thiên lâm lại kích động lên nấu nướng hiệp hội không có tần hạo tư liệu là được rồi bởi vì sớm tại mấy năm trước hắn liền bị xóa tên đem điện thoại ta lấy ra ta hôm nay nhất định phải ra ra đây người nội tình ngụy thiên lâm cũng đòn khiên lên hắn chuẩn bị vận dụng trong tay quan hệ điều tra tần hạo ngụy tử khê chạy vào phòng bên trong lấy ra ngụy thiên lâm điện thoại ngụy thiên lâm tại sổ truyền tin bên trong tìm kiếm nửa ngày cuối cùng tìm ra một cái tên gọi là mạnh nhất tường ghi chú dãy số vị này mạnh nhất tường là quân bộ một vị lão thủ trưởng cũng là ngụy thiên lâm tại quân bộ một cái lão bằng hữu có đôi khi trở về nơi này tìm ngụy thiên lâm uống rượu mỗi lần tới ngụy thiên lâm đều sẽ tự mình xuống bếp người này tại quân bộ rất có quyền uy điều tra một người tự nhiên là không nói chơi. Nhìn thấy mình sư phó muốn gọi điện thoại cho mạnh thủ trưởng, Ngụy Tử Khê liền vội vàng hỏi. Gia Gia, ngươi muốn dùng quân bộ quan hệ điều tra Tần Hạo. Không sai, chúng ta nấu nướng hiệp hội không tra được, quân bộ nhất định là tra ra người này tư liệu. Thế nhưng, đây có phải hay không là có chút đại tài tiểu dụng, điều tra một người còn muốn vận dụng ngươi quân bộ quan hệ. Ngụy Thiên Lâm thở dài một hơi. Ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Ngươi niên kỹ còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu, ta nhất định phải chứng thực một sự kiện. Nói lấy Ngụy Thiên Lâm nhấn xuống điện thoại cái nút. Túc 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 bí bo. Chờ đợi mấy giây sau đó, điện thoại bên kia truyền đến một cái nam nhân hùng hậu âm thanh. Quy, là lão Ngụy nha, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì, có phải hay không lại nghiên cứu ra cái gì tốt rau, để ta đi nhà ngươi nếm thử. Lão Mạnh, ta muốn để ngươi cho ra một người. Ngụy Thiên Lâm đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Điều tra một người. Không sai. Tên gọi là gì? Tần Hạo bao tại ta trên thân. Nói xong đối diện liền cúp điện thoại, loại này chuyện nhỏ đối với quân bộ thủ trưởng đến nói đơn giản không nên quá dễ dàng. Điều tra một người, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Quan phương quân bộ cường đại mạng lưới tình báo, bao trùm tại Hoa Hạ các mặt. Lại nhỏ bé dấu vết để lại đều chạy không khỏi quân bộ ngành tình báo con mắt. Chỉ cần là thân ở Hoa Hạ, liền không có quân bộ tra không được đồ vật. Điện thoại cúp máy sau đó, vị Thiên Lâm bắt đầu ở trong gian phòng dạo bước. Tới tới lui lui, không ngừng bồi hồi nhìn ngụy tử khê đều gấp trong lòng tràn đầy nghi vấn vì cái gì một cái tần hạo có thể làm cho gặp qua sóng to gió lớn sư phó khẩn trương như vậy sau một tiếng mạnh nhất tường gọi điện thoại lão mạnh thế nào điều tra ra không có nếu như tra không đến tư liệu trực tiếp phát điện thoại di động ta bên trên đối diện trầm mặt mấy giây sau đó dùng cực kỳ băng lãnh lời nói hỏi lão ngụy ngươi nói cho ta biết trước ngươi điều tra người này muốn làm gì nghe nói như thế ngụy thiên lâm ngây ngẩn cả người vội vàng giải thích nói lão mạnh ngươi không nên hiểu lầm ta chỉ là đối với người này so sánh cảm thấy hứng thú muốn làm rõ hắn nội tình nếu như là dạng này ta khuyên ngươi một câu đừng lại đã điều tra ta sẽ không nói cho ngươi về đây người bất cứ tin tức gì mặt khác ngươi tận lực rời cái này người xa một chút đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì chớ có trách ta không có nói trước nói cho ngươi ngụy thiên lâm bởi vì có chút nhẫn ngãn điện thoại mở là khuếch đại âm thanh một bên ngụy tử khê thế nhưng là đem mạnh nhất tường nói nghe là rõ ràng nghe nói như thế trong nháy mắt nàng và ngụy thiên lâm đều ngốc nhiều năm như vậy mạnh nhất tường chưa từng có dạng này cùng ngụy thiên lâm nói chuyện qua hai người bọn hắn thế nhưng là quen biết nhiều năm lão bằng hữu vừa rồi mạnh nhất tường nói những lời kia nơi nào có một tia mấy chục năm bằng hữu cảm giác tự như là một cái băng lãnh người xa lạ lão mạnh đến cùng làm sao vậy lời này của ngươi là có ý gì cái này gọi tần hạo có vấn đề gì không ngụy thiên lâm lại kinh ngạc lại không cam tâm ta nói vẫn chưa rõ sao lão ngụy ta mặc kệ ngươi cùng cái kia người giữa có cái gì khúc mắt, ta hy vọng chuyện này dừng ở đây rồi. Trong điện thoại truyền đến âm thanh lạnh lùng như cũ. Thế nhưng là, lão ngụy, cho dù chết, ngươi cũng muốn để ta cái chết rõ ràng a, à, Ngụy Thiên Lâm năng nỉ nói. Ta chỉ nói cho ngươi một sự kiện, người này tư liệu, lấy ta cấp bậc ta không có quyền xem xét. Mạnh Tử Bay thản nhiên nói. Oanh. Lời này vừa nói ra, tựa như kinh lôi nổ vang. Ngụy Thiên Lâm cùng Ngụy Tử Khê hai người trên mặt lộ ra khó mà hình dung kinh ngạc biểu lộ. Cái gì liền ngay cả mạnh nhất tường đều không có quyền xem xét. Phải biết mạnh nhất tường tại quân bộ địa vị cũng không thấp, tính bên trên quân bộ nguyên lão cấp bậc nhân vật, bằng không Ngụy Thiên Lâm cũng sẽ không tìm tới hắn hỗ trợ điều tra. Nếu như ngay cả mạnh nhất tường đều không có quyền xem xét, vậy rốt cuộc cấp bậc gì người mới có thể xem xét tần hạo tư liệu? Không nhiều lời với ngươi, hôm nay cùng ngươi nói những này, ta đã xem như trái với kỷ luật. Tốt, ta đã biết, làm phiền ngươi lão Ngụy, rảnh rỗi tới dùng cơm. Ngụy Thiên Lâm cúp điện thoại, cả người tựa như là mất hồn một dạng. Một bên Ngụy Tử Khê nhìn phòng trực tiếp trong tấm hình Tần Hạo, ánh mắt đã phát sinh biến đổi lớn, trở nên là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Tử Khê, gọi người nhị gia gia tới. Ngụy Thiên Lâm không cam tâm nha, trong ánh mắt lấp lóe tinh quang. A, à, Ngụy Tử Khê một trận, còn muốn tiếp tục ra được sao? Chương 9, Hoa Hạ nấu nướng hiệp hội hội trưởng. Nàng nhị gia gia không phải người bình thường, thế nhưng là hoa hạ giới đầu bếp ngôi sao sáng ngụy thiên đức lại là hoa hạ nấu nướng hiệp hội hội trưởng tại nấu nướng giới địa vị hết sức quan trọng một câu liền có thể để hoa hạ giới đầu bếp trung ba trung nhân vật cùng hắn sư phó ngụy thiên lâm là thân huynh đệ hai người được xưng là hoa hạ giới đầu bếp nhị long ngươi không có nghe thấy ta nói chuyện sao đem đoạn video này bảo tồn lại mau mời ngươi nhị gia gia tới ta có việc muốn cùng hắn thương lượng lão nhân nhíu mày cốt a ngụy tử khê để điện thoại di động xuống rời đi tứ hợp viện Ngụy Thiên Đức ở không phải rất xa, nàng đi bộ liền có thể đi qua. Sau mười mấy phút, Ngụy Tử Khê mang theo một vị lão nhân đi tới tứ hợp viện. Lão nhân khí vũ hiên ngang, tinh thần vô cùng phấn chấn, giơ tay nhất chân giữa cho người ta một loại không giận tự uy khí thế. Đi vào giữa sân, nhìn thấy Ngụy Tử Khê sư phó há miệng lại hỏi: "Thiên Lâm xảy ra chuyện gì, ngươi để Tử Khê gấp gáp như vậy để ta tới đây làm gì?" Thiên Đức ngươi xem một chút cái video này." Ngụy Thiên Lâm nói lấy, đưa điện thoại di động đưa cho Ngụy Thiên Đức. Internet Video. Ngụy Thiên Đức nhíu mày, hắn trong lòng đối với trên Internet những cái kia võng hồng đầu bếp có chút bài xích. Bất quá xem ở Ngụy Thiên Lâm trên mặt mũi, vẫn là nhận lấy điện thoại. Đây là. Nhìn không đến một phút đồng hồ, Ngụy Thiên Đức sắc mặt đại biến. Đao pháp này đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới, hắn là ai đồ đệ, vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua. Hoa hạ giới đầu bếp có dạng này người, có loại bản lãnh này, vì sao lại tại Internet bên trên xem như streamer, loại này người hẳn là tiến vào quốc yến bếp sau. Ngụy Thiên Lâm nhẹ gật đầu, ở trong lòng nhận đồng Ngụy Thiên Đức thuyết pháp. Tần Hạo đao công còn tại đó, tiến vào quốc yến bếp sau thành thạo điêu luyện. Nhưng là hôm nay trọng điểm không ở nơi này, hắn gọi Ngụy Thiên Đức đến, là vì nghiệm chứng một sự kiện. Thiên Đức, ngươi từ hắn đao công bên trong, liền không có nhìn thấy cái khác đồ vật. Ngụy Thiên Lâm nhắc nhở. Cái khác đồ vật. Ngụy Thiên Đức liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại đem lực chú ý bỏ vào video bên trên. Khi thấy được Tần Hạo mở ra thịt cá trong nháy mắt, Ngụy Thiên Đức ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lên, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tìm Long đao pháp, vậy mà Tiềm Long đao pháp, không có khả năng, không phải nói loại đao pháp này đã thất truyền sao, video này nhất định là giả, là đặc hiệu hợp thành, Thiên Lâm ngươi đây là đang tiêu khiển ta." Ngụy Thiên Đức rất tức giận. Một bên tiểu đương gia ngụy tử khê một mặt mờ mịt. Cái gì Tiềm Long đao pháp? Nàng hai cái gia gia đến cùng đang nói cái gì nha? Vì cái gì nàng nghe là như lọc vào trong sương mù. Hôm nay đến cùng là thế nào? bình thường vẫn như bàn thạch hai vị giới đầu bếp đại lão. Đang nhìn Tần Hạo làm đồ ăn video sau đó, sẽ sinh ra như thế khác thường biểu hiện. Nói khó nghe một điểm, tựa như là giữa ban ngày như là thấy quỷ. Thiên Đức, đây là trực tiếp, không phải hậu kỳ hợp thành video, video này bên trong không có nửa điểm trình độ. Ngụy Thiên Lâm trịnh trọng việc nói ra, biểu lộ nghiêm túc, không có một chút nói đùa bộ dáng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Ngụy Thiên Lâm cũng sẽ không tin tưởng, sinh thời còn có thể nhìn thấy bộ này đau phát. Ngụy Thiên Đức thần sắc có chút hoảng hốt, suy tư một hồi lúc này mới bình tĩnh lại. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, thân là giới đầu bếp ngôi sao sáng, nhìn thấy dạng này đau phát, nội tâm sao có thể khó lường gần sống? Đây người nhìn qua tuổi tác không lớn, hắn là ai đồ đệ? Ngươi tìm người liên lạc qua không có? Không có, tìm Long Đao Phát tái hiện nhân gian, ta trước tiên liền tìm ngươi qua đây. Cái kia có tâm tình nghĩ nhiều như vậy, mặt khác, Thiên Đức ngươi còn nhớ rõ năm đó cái kia người sao? Không có khả năng. Ngụy Thiên Đức một mực chắc chắn, tuyệt đối không có khả năng ta tình nguyện tin tưởng người kia đã chết. Hai người lão nhân liếc nhìn nhau, trong mắt phức tạp biểu lộ khó mà dùng lời nói để hình dung. Tứ hợp viện lập tức yên tĩnh trở lại, xung quanh không khí tựa hồ đều động lại. Đại gia gia, nhị gia gia, các ngươi đến cùng nói là cái gì nha, đều nhanh gấp rút chết ta rồi, cái gì tìm Long Đao pháp, cái gì năm đó cái kia người. Ngụy Tử Khê gấp trên nhảy dưới tránh. Nàng hai vị gia gia huyền diệu khó giải thích đối thoại khơi gợi lên ngụy tử khê cực lớn lòng hiếu kỳ thế nhưng là mặc kệ nàng hỏi thế nào ngụy thiên lâm cùng ngụy thiên đức tựa như là thương lượng xong một dạng đối với chuyện này thủy chung không dám thổ lộ quá nhiều hai vị lão nhân cứ như vậy tại giữa sân trầm mặc tựa như hai tôn tượng đá đồng dạng không biết qua bao lâu ngụy thiên đức mới chậm rãi mở miệng cả người giống như là xì hơi bóng da một dạng năm đó không có người thấy hắn bộ dáng người cũng biết hắn làm đồ ăn thời điểm đều sẽ mang theo một cái mặt nạ quên người kia đi liền coi hắn đã chết thế nhưng là đây tìm long đao pháp ngươi giải thích như thế nào liền tính hắn không phải năm đó cái kia người cũng nhất định là hắn đồ đệ thiên lâm liền tính hắn là cái kia người có thế nào sự tình đã qua đã nhiều năm như vậy còn có thể thay đổi gì ta chính là không phục muốn tìm đến hắn lên tiếng hỏi sự kiện kia nguyên nhân ta già ta không muốn mang lấy cái nghi vấn này vào quan tài bằng không ta chết cũng sẽ không nhắm mắt thiên lâm để ta nói ngươi cái gì tốt đều từng tuổi này còn dày vò cái gì làm sao những năm này dây quốc Kitamura đem ngươi ép tới liền xương cốt đều mềm nhũng, liền đây người ngươi cũng không dám thừa nhận. Đánh rắm. Hai vị lão nhân nói nói lấy ầm ĩ lên. Nói đến Kitamura, vị tử khê cuối cùng có thể nghe hiểu một cái nàng biết tên. Kitamura, tên đầy đủ gọi là Kitamura Ichiro, là dây quốc xử lý thế gia Kitamura nhất tộc tộc trưởng. Tại dây quốc hắn được vinh dự xử lý chi thần, là tất cả dây quốc đầu bếp sùng bái thần tượng, cũng là châu Á trù giới đệ nhất nhân, được xưng là châu Á trù thần nam nhân kia. Thiên lâm, ngươi nếu là không bỏ xuống được, ngươi phải hướng chứng minh, hắn đó là năm đó cái kia người. nếu như ngươi có thể chứng minh, ta có thể cùng ngươi đến hỏi đến tụt cùng. Bằng vào cho mượn một bộ tiềm long đao pháp, còn chưa đủ. Vị thiên đức cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hắn hiểu rõ mình vị huynh đệ kia tính cách. Nếu như không cho hiểu rõ hắn cái này tâm sự, vị thiên lâm là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tử khê, ngươi gọi mấy người cho ta tại phòng trực tiếp bên trong thay nhau ngồi chờ, vừa có tình huống như thế nào lập tức nói cho ta biết Ngụy Thiên Lâm cũng minh bạch. Trực tiếp đi qua chất vấn Tần Hạo, đối phương khẳng định vẫn là sẽ không thừa nhận, dù sao năm đó sự kiện kia nói ra đích xác ám muội. Thế nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần Tô Vũ Giao còn tại trực tiếp. Nếu như Tần Hạo thật là năm đó cái kia người, sẽ có một ngày lộ ra sơ sót. Chỉ cần là bắt lấy chứng cứ, hắn liền sẽ lập tức mang theo Ngụy Thiên Lâm tìm tới Tần Hạo đối chất, hỏi rõ ràng năm đó hắn vì cái gì làm như vậy. Ngụy Tử Khê điểm mang ngươi đầu, đã sư phụ hắn lên tiếng, nàng cũng đáp ứng xuống tới đồng thời nàng cũng đối Tần Hạo sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì một người, có thể làm cho hai vị này trù nghệ ngôi sao sáng thất thố. Còn có bọn hắn trong miệng nói tới năm đó sự kiện kia, đến cùng là chuyện gì? Chương 10, ta bị khi dễ. Cùng lúc đó, Tần Hạo đã đem mẫu đơn lát cá bày xong bàn. Đĩa bên trong lát cá làm thành một vòng, tăng thêm rau cần dịp tô điểm. Từ máy quay phim cái góc độ này nhìn qua, đây chính là một đóa nở rộ hoa mẫu đơn mỗi một cánh hoa đều nở rộ là như thế sáng lạng. Giống như đúc, sinh động như thật. Thậm chí để người không thể tin được, đây là từ một đầu cá trắm cỏ làm thành. Mẫu đơn lát cá. Thật đúng là bị hắn làm đi ra, ta bắt đầu vẫn cho là là đang nói đùa. Ta phục, tài nghệ này tuyệt đối không phải đồng dạng đầu bếp có thể với tới. Thực không dám giấu giếm, ta là có 10 năm làm đồ ăn kinh nghiệm đầu bếp, món ăn này ta làm không được, liền xem như làm được, cũng tuyệt đối không đạt được loại tiêu chuẩn này. 20 năm đầu bếp không mời mà tới, có thể nói tầng Hạo trình độ đã xa xa vượt qua đồng dạng đầu bếp. Phòng trực tiếp tại tầng Hạo làm xong cái kia bàn mẫu đơn lát cá thời điểm xem như triệt để nổ. Đủ loại mưa đạn giống như bông tuyết tại phòng trực tiếp bên trong hiện lên. Khán giả trong tay đủ loại tiểu lễ vật cũng xoát lên. Sở Sở bảo bối cầm điện thoại, nhìn phòng trực tiếp bên trong hình ảnh cả người đều ngây ngẩn cả người. Thật đúng là để tầng Hạo làm được, đây đạo độ khó cực lớn mẫu đơn lát cá, không phải nói món ăn này đều thất truyền sao. Nàng dụi dụi con mắt coi lại một chút cái kia đóa tinh xảo hoa mẫu đơn, đây hết thảy tựa như là giống như nằm mơ. Tô Vũ giao phòng trực tiếp mang tiết tấu mưa đạn trong nháy mắt biến mất, trước màn hình những cái kia sở sở bảo bối phan cảm giác trên mặt nóng bỏng. Lúc đầu nghĩ đến là một đạo độ khó lớn một chút rau, sau đó liền có thể nhìn thấy Tần Hạo lật xe hình ảnh. Ai biết Tần Hạo đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt. Những người này trở lại phan đàn bên trong, bắt đầu nghị luận lên. Không phải là chúng ta sai lầm a? À. Nói không chừng, Tần Hạo thật là một cái đầu bếp đây giống như cũng không phải có kịch bản bộ gián nha. sở sở bảo bối nhìn thấy nhà mình đám phan hâm mộ nói ra lời này, lập tức cảm giác đại sự không ổn. dời lên thạch đầu đập mình chân, nâng lên bàn tay đánh mình mặt, làm không tốt hậu viện còn muốn bốc cháy. nàng tranh thủ thời gian làm một đợt phúc lợi, lúc này mới trấn an đám phan hâm mộ sao động tâm tình. để những cái kia phan cùng nhóm tạm thời tin tưởng nàng. không có khả năng, hắn tuyệt đối không thể nào là quốc đặc cấp đầu bếp. sở sở bảo bối nhìn trực tiếp hình ảnh lẩm bẩm nói có thế đây đạo mẫu đơn lát cá lại muốn giải thích thế nào? Chẳng lẽ đây cũng là tô vũ giao kịch bản? Đúng. Nhất định là như vậy. Đánh chết sở sở bảo bối cũng sẽ không tin tưởng, một cái quốc đặc cấp đầu bếp có thế trong nhà ẩn tàng 3 năm. Vì phòng ngừa tình thế nghiêm trọng xuống dưới, bảo trụ cuộc đời mình Mỹ thực bản khối tỷ đại thân phận, sở sở bảo bối chỉ có thể cầu cứu về công ty. Nàng gọi điện thoại tìm được nàng vị trí công ty người phụ trách, chuẩn bị để công ty xử lý chuyện này đồ cá trực tiếp bên trong streamer đại bộ phận đều là có công ty vận doanh. Công ty phụ trách đóng gói cùng marketing streamer hình tượng, streamer sinh ra lợi ích muốn cùng công ty tiến hành chia. Sở sở bảo bối có thế giật bên trên đồ cá bình đài sinh hoạt mỹ thực khu vực tỷ đại. Cũng là bởi vì có công ty ở sau lưng vận hành. Cho nên nếu như sở sở bảo bối nhân khí bị tô vũ giao cướp đi, công ty ít lợi cũng sẽ nhận ảnh hưởng, công ty bên kia tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn mặt kệ. Mặt khác công ty bên trong có làm sao nhiều streamer, vì cái gì nàng sở sở bảo bối có thể được coi trọng như vậy bị nâng vì cuộc sống bản khối tỷ đại, đây cũng là có nguyên nhân. Giống Tô Vũ giao loại này không có công ty vận doanh streamer liền như là phượng mao lân giác đồng dạng. Nếu như người bình thường không gia nhập công ty, không có công ty vận doanh là căn bản lửa không lên. Bất quá Tô Vũ giao chủ nghiệp cũng không phải là trực tiếp, trực tiếp chỉ là nàng một cái yêu thích, cho nên không gia nhập công ty cũng là bình thường. Lâm tổng ta bị người khi dễ, người có quản hay không nha? Cầm điện thoại lên sở sở bảo bối dùng ủy khuất giọng điệu nói ra. Làm sao vậy, ngươi bị ai khi dễ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái nam nhân âm thanh. Chúng ta bản khối đến một cái tân chủ truyền bá, vừa mở truyền bá liền đem ta nhân khí đoạt đi, ngươi cần phải giúp ta một chút nha. Tân chủ truyền bá, cái nào công ty? Nàng không có gia nhập công ty, người kia gọi là tô vũ giao đó là một cái tiểu streamer, cùng nàng lão công diễn giật dây làm mỹ thực. Nguyên lai like là cái tiểu streamer nha, làm mỹ thực nha vừa vặn ta có cái bằng hữu là mỹ thực nhà bình luận, giúp ngươi ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi, đó là Chán ghét, ban đêm ta trong nhà chờ ngươi tốt, ngươi đến gọi điện thoại cho ta Ha ha ha, vậy cứ thế quyết định Cúp điện thoại, Lâm Tổng cười không thể chọn chân Rất nhanh Công ty bên kia liền làm ra hồi phục, chuẩn bị chèn ép tô vũ giao, dùng một chút thủ đoạn đưa nàng nhân khí đoạt tới Không liền làm hai món ăn, liền muốn xưng bá đồ cá trực tiếp sinh hoạt mỹ thực bản khối cái kia tô vũ giao cũng đem trực tiếp cái vòng này nhớ hiểu rõ quá đơn giản sở sở bảo bối không chút nào hoảng có chỗ dựa tô vũ giao lạnh lẽo chỉ là vấn đề thời gian tần hạo đem hai món ăn bưng đến trên bàn cơm nhìn mình lao động thành công hài lòng nhẹ gật đầu đã nhiều năm như vậy xem ra hắn tay nghề không có rút lui hai món ăn làm đều có thể dùng hoàng mỹ hai chữ để hình dung vô luận là từ hương vị cùng bày bàn đi lên nói bày bàn tần hạo đột nhiên nhớ tới ngươi điểm cái thức ăn ngoài làm sao lại cho ngươi bày bàn. Hắn tranh thủ thời gian cầm lấy đũa đem đĩa bên trong mẫu đơn lát cá đẩy ra. Đem cái kia đóa hoa mẫu đơn làm thất linh bác lạc lộn xộn không chịu nổi. Hoàng Mỹ như vậy một đóa hoa mẫu đơn, cứ như vậy bị tần hạo phá hư. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Ha 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 ha, đây là đang hủy diệt gây án vết tích. Đích xác, như vậy tinh Mỹ bày bàn, vừa nhìn liền biết không thể nào là điểm thức ăn ngoài đưa. Tô Vũ Giao nhìn thấy một màn này cũng là bị chọc giận quá mà cười lên đây hắn ngắm cũng quá có thế ẩn giấu. Kết hôn rồng rã ba năm nha, ba năm này ngươi biết ta là tại sao tới đây sao? Nếu như không phải trong lúc vô tình phát hiện hắn những cái kia giấy chứng nhận. Ba năm sau đó lại ba năm, không biết Tần Hạo còn có thể trốn bao lâu. Nàng không nghĩ ra Tần Hạo tại sao phải gạt hắn, cái này lại không phải như vậy nhận không ra người sự tình. Đã từng tô vũ giao một lần cho rằng, nàng là hiểu rõ nhất Tần Hạo người kia. Tần Hạo đứng tại nàng trước mặt, liền cùng cởi hết một dạng không có khác nhau. Nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện mình đối với tần hạo hiểu rõ tựa hồ như vậy thiếu cảm giác bình thường tần hạo đột nhiên lại tràn đầy cảm giác thần bí không được ta nhất định phải tìm hắn hỏi thăm rõ ràng tô vũ giao hạ quyết tâm chuyện này nếu như không hỏi rõ ràng trong nội tâm nàng tất nhiên không bước qua được cái kia đạo khảm ngươi có thể tưởng tượng một cái cùng ngươi cùng giường chung gối đối với ngươi sủng ái có thừa nam nhân giấu giếm ngươi thời gian dài như vậy là cảm giác gì ta nhất định phải đi về hỏi cái rõ ràng nói lấy Tô Vũ Giao thu thập xong đồ vật bắt đầu đi vào trong nhà. Phòng trực tiếp vẫn chưa đóng cửa đóng, một đám xem náo nhiệt không chơi sự tình đại khán giả lại kích động lên. Xong, BBQ. Hôm nay chuyện này, streamer lão công nếu là bàn giao không rõ ràng, chỉ sợ không chỉ là quỳ bàn phím đơn giản như vậy a. À. Ai có chủ truyền bá lão công điện thoại, tranh thủ thời gian thông tri hắn một tiếng, kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắng sẽ khoan hồng, không dối gạt được. Lúc này Tần Hạo vừa đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, không có để lại một tia gây án vết tích. Muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột nhiên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tần Hạo mở ra đại môn, đã nhìn thấy Tô Vũ Giao lẩm bẩm miệng nhỏ đứng ở cửa ra vào. Bộ dáng kia cực kỳ giống bị tức tiểu tức phụ.